Má, má bệnh sao vậy má? Má đã uống thuốc gì chưa? Bệnh của má là tâm bệnh con ơi. Làm gì có thuốc nào mà chữa được. Má bị như vậy cũng đáng lắm. Là do má đã tạo hết sai lầm này tới sai lầm khác, nên mới làm hại biết bao người suốt đời suốt kiếp này. Má sẽ không bao giờ tha thứ cho mình đâu con à. Má, má có lỗi gì đâu mà phải tự trách mình chứ. Má làm tất cả cũng là vì gia đình này. Cũng tại má ba không giữ lời hứa thôi mà. Không phải đâu con, là tại má hết. Ban đầu nếu như má không lường gạt cô ấy thì đã không có chuyện như ngày hôm nay. Cha con bị hại cũng là tại má. Thằng Phú Túc bị truy nã cũng là tại má. Má đang nhận lấy cái quả mà má đã gieo trước đây. Má đã làm liên lụy đến chồng đến con và đến cả gia đình mình. Tội của má có chết nhiều lần cũng không thể nào rửa sạch được. Khê ơi, Khê à, con sao vậy Khê? Má ơi, con đau bụng quá má ơi. Không được rồi. Má ơi, hình như là con đau bụng quá má ơi. Người đâu? Người đâu kêu bà mụ? Bà mụ, người đâu? Nhanh lên, mở hai chuyện già rồi. Ráng đi mợ, ráng đi mợ. Còn nữa đi, rắn mạnh lên con. Ráng đi mợ. Sắp được rồi con. Thở đều đi. Thở đều đi. Sắp được rồi, sắp được rồi. Cố lên mợ ơi. Cố lên mợ ơi. Bây giờ tôi đếm nha. Tôi đếm rồi mợ rặn nha. Nha. 1 2 3. Rắn nó. Rắn đi mợ. Sắp được rồi. Rắn đi mợ. Sắp được rồi mợ ơi. Sắp được rồi. Rắn lên mợ ơi. Rắn lên con. Rắn đi mợ. Cố lên. Cố lên mợ ơi. Sắp được rồi. Rắn lên. Cố lên mợ ơi. Cố lên. Rồi rồi rồi. Rồi đứa bé ra rồi. Ra rồi mợ ơi. Mừng quá, mừng quá. Xong rồi mợ ơi. Giỏi lắm. Cảm ơn trời Phật phù hộ để được mẹ tròn con vuông. Má cho con nhìn con của con với. Nè con, nó sáng sủa lanh lợi lắm, giống như thằng cha của nó vậy đó. Phú Túc à, con của con nó chào đời rồi nè. Tiếc là con không có mặt ở đây để nhìn mặt con của mình. Tội nghiệp nó quá. Mới chào đời mà nó không được nhìn mặt cha. Tội nghiệp con quá Phú Túc ơi. Hey.
Mọi người nghe đây, bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi là người thay mặt ông quyết định tất cả chuyện của Trịnh gia. Từ việc mua bán trên kinh đến việc canh các cửa tiệm, các xưởng chành, và cũng như ruộng đất của Trịnh gia. Đây, mọi người hãy coi đi. Nè, đây là giấy ủy quyền mà ông đã điểm chỉ. Mọi thứ đã thể hiện trên giấy trắng mực đen. Mọi người trong nhà này muốn làm gì thì cũng phải thông qua tôi. Có rõ hết chưa? Dạ. À, sẵn đây tôi muốn thông báo với mọi người một chuyện. Đây là cô Tai, tôi đã đưa về đây để phụ tôi lo chuyện trong nhà ngoài ngõ. Chị cả, chị có ý kiến gì không? Nếu như không có ý kiến gì thì cứ y như lệnh tôi mà làm. Ai mà cãi lại thì tôi đuổi thẳng tay ra khỏi nhà. Nghe rõ chưa? Dạ. Út. Dạ. Ông Xỉu. Dạ. Đi làm việc đi. Dạ. Dạ. Đi. 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 Vậy là bà ba coi như đã mãn nguyện rồi đó. Bà ta đã trả được thù, thâu tóm được quyền lực, và đã dẹp hết được mấy người ngán chân bà ấy. Như vậy mà gọi là mãn nguyện sao? Thì tôi thấy làm sao tôi nói vậy thôi. Bà ta đã nín nhịn bấy lâu nay để có được như ngày hôm nay mà. Bà Năm, kẻ thù ngang tầm nhất thì cũng đã bị loại bỏ. Còn kẻ thù lớn nhất là ông Trịnh thì ông bị bại liệt rồi. Còn bà cả, người mà bà hận không kém thì bị mất con. Bây giờ nhìn bà cả, tội nghiệp quá. Bà ba bà hả hê sung sướng như vậy là biết bà vui tới cỡ nào rồi. Trong khi bà cả bây giờ bà đau khổ như vậy. Ủa rồi sau đó thì sao? Thì bà sẽ tiếp tục trả thù họ chứ sao nữa. Bà ta sẽ hành hạ ông Trịnh để trả lại những gì mà ông ta đã gây tổn thương cho bà ta. Rồi bà sẽ làm cho gia đình này tán gia bại sản. Lúc đó bà mới đả cái nư của bà đó. Không, ý tôi muốn hỏi là sau những hả hê chiến thắng đó thì bà ta sẽ sống thế nào? Bà sẽ hạnh phúc, ăn ngon ngủ yên suốt đời hay không? Hay là cứ nhắm mắt sẽ thấy những người đã vì bà ta mà bỏ mạng? Hey! Dĩ nhiên là bà ta sẽ trả giá cho những tội lỗi mà bà ta đã gây ra cho những người khác. Chính xác. Bởi vậy, nhìn bà ba, tôi thấy tội nghiệp quá. Tội nghiệp cho sự vô minh của bà. Bây giờ nha, bà ta đang si mê, trút giận lên người khác. Cho nên bà không nhận ra là bà đã gieo rắc nghiệp ác cho mình như thế nào. Và sau này sẽ lãnh hậu quả thảm khốc ra sao. Bà ta, nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì tôi sợ là khó ai mà có thể cứu nổi. Quả mai... Là có ông ba đúng không? Đúng. Nhìn thấy bà cả viết thư cho ông ba, nói thiệt nha, tôi mừng mà muốn rớt nước mắt luôn á. Tôi tin ông ba là người hiểu và yêu thương bà ba nhất. Ông ta sẽ có cách kéo bà ta ra khỏi hố sâu của tội lỗi. Hy vọng á là ông ta sẽ về kịp lúc
để thức tỉnh bà ba, dừng lại tất cả mọi chuyện. Hey! Hả? Tôi cũng nghĩ giống hai người vậy. Dạ, ông ăn trưa nha ông. Cơm ngon lắm nè ông ơi. Ăn đi ông. Trời ơi. Ông ơi, con xin lỗi ông nha. Con vô ý vô tứ rất hết trơn rồi. Thôi, ông ăn cái khác nha. Con xin lỗi ông. Con vụng về quá. Ông đừng có giận con nha. Nè, nè. Ông ăn đi ông. Nè, ăn đi. Ăn đi ông. Nè, hả miệng ra. Nhai đi. Ông nhai đi. Ăn đi ông, ngon lắm ông ơi. Ăn đi. Ông ăn đi. Nè, ăn đi. Ngon không ông? Ăn đi ông. Ngon nha. Sao dạ, rồi? Dạ, ông không có chịu ăn bà ơi. Ông khó ăn quá. Ông kén ăn quá bà. Con mệt với ông ghê luôn vậy đó. Ông không chịu ăn cơm sao? Dạ. Chắc là ông lạc miệng đó. Đi ra ngoài hốt cho ta nắm cát. Dạ ba. Đây bà. Chắc tụi nhỏ cho ông ăn cơm không nên ông lạc miệng phải không? Tụi con nêm nếm thêm cho ông ăn ngon miệng hơn nè. Ông ăn nha. Mở miệng ra đi mình. Ngoan, mở miệng ra. Trời ơi, sao mà mình đổ tháo hết vậy? Đổ cơm như vậy là mang tội nha mình. Ăn vô đi mình. Mình nuốt đi, không được bỏ hột nào nghe chưa? Bỏ cơm tội lắm nha mình nha. Ăn cho hết đi. Dậu, dậu. Trời ơi. Kệ tôi đi. Em cẩn thận đó. Thợ, về chị hai. Dạ. Tối quá, đi cũng chết luôn vậy. Để anh đấm cho, nè. Để anh. Trời ơi, kệ tôi đi. Đi ra chỗ khác coi.
Đi ra. Dậu, cẩn thận đó, coi chừng té. Em có sao không? Trời ơi, tôi có sao là chị của tôi, kể tôi đi. Dậu, có cần anh cõng em không dậu? Trời ơi, không có cần. Ê, dậu, dậu, có sao không? Em phải cẩn thận đó, em đang có bầu mà. Ơi, anh phiền ghê luôn á. Em đang có bầu, té như vậy nguy hiểm lắm, em phải cẩn thận chứ. Lỡ có chuyện gì, ân hận cả đời không kịp đó. Đi, anh đợi em đi. Anh buông tôi ra đi, tôi không có cần anh lo. Cứ cho tôi dắp té chết luôn cũng được. Cái thai này có sao tôi cũng mặc kệ. Tôi cũng không muốn sanh ra nó nữa. Nó là giọng máu ngu ngốc của anh, sanh ra chỉ tổ là phiền người khác mà thôi. Anh biến đi chỗ khác giúp tôi đi. Đi đi, tránh ra đi. Dậu, có sao không? Sao vậy Dậu? Hả? Có sao không? Nè, tôi đau bụng quá. Chết rồi. Ủa, ăn cái gì bị đau bụng hả Dậu? Trời ơi, sao mà ngu quá vậy nè. Đau bụng là chuyện giả sắp thành đó. Em chuyện giả. Giờ tôi phải làm sao bây giờ hả? Đi kêu bà mụ chứ sao nữa. Trời ơi, chờ anh chút, chờ anh chút nha. Trời ơi, hai đi đâu vậy? Anh đi kiếm bà mụ. Trời ơi là trời, anh để tôi một mình ở đây, tôi để rớt ở đây sao hả? Vậy bây giờ phải làm sao? Bé tôi đi kiếm bà mụ chứ sao nữa. Trời ơi, trời ơi, nhanh lên đi, sắp đẻ rồi nè. Chặt nghe, em ráng lên cho Dậu. Lẹ lên, lẹ lên. Trời ơi, cô qua coi xem ông ngủ chưa. Dạ ba. Dạ, con thấy ông buồn buồn sao đó bà ơi. Vậy hả? Dạ. Ông buồn thì ra ngoài kêu người vô múa hát cho ông vui. Dạ thưa bà. Tụi bay đâu? Vô múa hát cho ông vui kìa. Dạ. Mạnh lên. Đúng rồi. Rồi, một lần nữa thôi con. Một lần nữa thôi, mím môi lại. Rồi, đúng rồi, mạnh lên. Thở từ từ thôi con. Rồi, chút xíu nữa nghe con. Sắp được rồi. Rồi, được rồi. Trời ơi, con trai. Trời ơi, coi Ngô tuấn tú quá. Cậu nhìn đi, nó là con trai đó. Ngó coi, nó khôi ngô chưa kìa. Dạ, tôi cảm ơn dì nhiều nha. Cũng may tôi gặp dì giúp đỡ, cho nên được mẹ tròn con vuông thế này. Có gì đâu, nghề của tôi mà. Nhưng mà tôi chỉ thắc mắc á, tại sao mà vợ cậu có bầu sắp sanh? Cậu còn dắt cổ đi đâu vậy? Trễ một chút xíu nữa là cậu đã đẻ ở ngoài đường rồi đó. Dạ, thiệt tình tôi cũng đâu muốn vậy đâu gì. Tại hoàn cảnh cho nên tôi mới tha phương cầu thực như vậy thôi. Dì cho vợ tôi nằm thêm một hai ngày nữa được không? Có được không dì?
Vài hôm vợ tôi khỏe, tôi sẽ lên đường đi tiếp. Trời à, vợ cậu á mới sanh còn yếu lắm mà cậu còn muốn đi đâu nữa? Hai vợ chồng á phải tìm chỗ mà tá túc, tốt nhất á ít nhất cũng phải là một tuần trăng, ra tháng á rồi tính gì thì tính. Dạ. Kẹt nổi vợ chồng tôi không có chỗ nào để đi hết, mà tiền bạc cũng không có. Tôi nghĩ chắc không ai cho ở đâu. Thôi, nếu vậy thôi hai người cứ ở tạm nhà tôi đi. Dù sao tôi ở có một mình cũng buồn. Có thêm vợ chồng cậu đi ra đi vô cũng vui nhà vui cửa. Vậy là phiền gì quá. Có gì đâu mà phiền. Thấy hoàn cảnh của cô cậu tôi cũng thương lắm. Thôi, cứ để cho cổ ở tạm đi một tháng đi rồi tính tiếp. Dạ. Vậy cho con ẩm con nghe. Ừ. Đây, con nó còn nhỏ lắm, cậu hãy cẩn thận nghe. Dạ. Chúc mừng cô sanh được quý tử đó nha. Thằng bé kháo khỉnh lắm, nhìn nó y như cha của nó vậy đó. Cha nó cha nó đi đâu rồi vậy gì? Mới đi ra ngoài tức thì á, chắc là kiếm củi hay là gánh nước gì cho tôi rồi đó. Cô thiệt là có phước nghen, có người chồng vừa tốt tính lại siêng năng nữa, mà lại thương vợ con hết mực. Phải chi mà cô nhìn thấy lúc bồng thằng nhỏ nước mắt rơi lã chả nha. Nhìn mà thấy thương hết sức vậy đó. Dạ, cảm ơn dì. May mà có dì đây. Nếu không, tụi tôi cũng không biết xoay sở ra sao nữa. Có gì đâu. Bây giờ thì cô cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây cho khỏe hẳn đi. Tôi đã nghe qua hoàn cảnh của hai người. Cứ tạm thời ở đây đi, ra tháng rồi mình tính tiếp. Dạ, cảm ơn dì nhiều lắm. Con ơi, may mà mẹ con mình gặp được người tốt. Chứ không thì bây giờ cũng không biết thế nào nữa. Nói vậy chứ nếu lỡ mà có chuyện gì xảy ra với con, chắc là mẹ sẽ ân hận suốt đời quá con ơi. Bây giờ thì không sao rồi, mới sanh đừng có khóc, không có nên. Ủa, mà đây là đâu vậy dì? Ở đây là làng Son. Mà cô cậu từ đâu đến? Dạ, tụi con không có làng, không có quê, cũng không có người thân gì hết. Ôi, thiệt là khổ mà. Chào dì. Kìa, chồng có về rồi kìa. Em dậy rồi hả? Nè, có thấy mệt không? Sao không ngủ thêm chút cho khỏe đi? À, dì, bữa nay con móc được ít củi. Ngày mai con sẽ ráng tìm việc làm. Con đi làm kiếm tiền để phụ tiền chợ với dì nghe. Trời, chứ con thanh niên trai tráng mà ăn nhở đầu nhà dì con thấy cũng kỳ quá. Dạ, con hứa ra tháng tụi con sẽ đi liền, con không có làm phiền gì lâu đâu. Được rồi, đừng có gấp. Mà hai vợ chồng cậu định đi đâu? Thiệt tình mà nói tụi con cũng không biết nữa. Tụi con không có quê để về, không ai quen biết hết. Từ nhỏ tụi con đã làm công cho nhà người ta rồi, bây giờ không làm nữa, con cũng không biết đi đâu về đâu.
và làm gì để kiếm sống nữa. Ờ, vậy hả? Hai vợ chồng thì không sao, chỉ thương cho cái đứa nhỏ nè. Nó còn quá nhỏ mà phải chịu cảnh tha phương cầu thực, tội cho nó quá. Mà nói gì thì nói, cũng phải có một chỗ cố định thì hai người mới lạc nghiệp được. À, hay là vậy đi, trong làng này á có một vị mạnh thường quân rất là giàu có mà tốt bụng nữa, lại hay giúp đỡ người cơ nhở. Hay là cậu tới đó nói rõ hoàn cảnh của mình luôn, biết đâu chừng ông ta thương tình mà cho miếng đất. Cuộc sống ở đây hiền hòa, còn người dân của chúng tôi thì rất là hiếu khách. Nếu cô cậu ở đây thì tốt quá, công việc thì cũng không khó tìm đâu. Miễn sao cô cậu có sức khỏe và chịu khó là được ha. Trời ơi, hôm qua đồ gối tôi đau quá trời. Sao đất đau vậy? Trời, ở trong bếp đó. Gối bài hoài lắm nghe. Cũng tại ông không mà. Già rồi tôi chậm xíu. Cái dụng nước trong bếp tôi nó nói là lao đi để tôi dắp té rồi giờ. Ủa trong bếp trong bếp nè. Xin đồ ăn của em. Dạ em. Dạ lại đây. Má ơi. Có người giật đồ ăn của con. Vậy trời ơi, có sao không cậu? Trời ơi, trời ơi, tội hai nhà họ Trịnh, hắn đang bị truy nã vì cái tội giết lính đây nè. Anh làm cơm cho em nè. Được con anh nằm cho. Em ăn cơm đi. Nè, nè, anh cẩn thận đó. Nhẹ nhẹ tay thôi, con đang ngủ, đừng có làm nó giật mình. Anh biết rồi mà. Bà ẵm con cho mẹ ăn cơm nghe. Nè, em ăn đi. Anh nghe nói loại lá này nấu canh rau sẽ tốt cho phụ nữ sanh đẻ đó, có nhiều sữa cho con bú đó. Ăn đi. Ăn đi. Anh nhìn lom lom vậy sao tôi ăn được? Để anh quay chỗ khác cho em ăn nghe. Con ngoan. Dạ. Ủa, em sao vậy? Canh nóng quá. Vậy ạ, để anh thổi cho em nha. Thổi nguội cho dễ ăn ha. Nè, ai mượn? Là dỗ con đi kìa. Để tôi tự thổi tự ăn được rồi. Ta đến đây để thông báo cho bà biết, Phú Túc con trai của bà đây đã bị bắt tại trận, hiện đã được dẫn giải về đây. Trời ơi, Phú Túc con ơi, cậu ta bị bắt
khi đang giật trái bắp của một đứa bé. Có lẽ là do đói quá. Khi nào mở công đường xét xử, ta sẽ gửi trát cho mọi người. Bây giờ ta xin cứu từ. Con ơi, con ơi, phụ Túc con ơi. Má, nó ngủ rồi hả? Dạ. Dỗ hoài mới chịu ngủ đó gì. Ờ, không biết lì giống ai nữa. Hồi nãy dì đi ngang á, thấy thằng Thế nó đang lợp mái. Chắc chừng vài bữa nữa là xong hà. Tới lúc tụi bay dọn đi á, chắc nhà này buồn dữ lắm á. Lâu nay có tụi bay ở đây á, dì cũng quen rồi. Dạ, con thiệt không biết nói sao để cảm ơn cho hết cái ơn nghĩa của dì nữa. Dì không chỉ cứu mạng con của con, còn cho tụi con tá túc ở đây nữa. Rồi còn chỉ bảo dẫn dắt gặp quế nhân, cho miếng đất để cất nhà. Con ra riêng, nhưng mà con hứa là sẽ về thăm dì mỗi ngày. Dì đừng có lo nghe. Thôi đừng có cảm ơn nữa. Dì giúp được tụi bay có bao nhiêu đâu. Hai vợ chồng tụi bay sau này có hạnh phúc hay không thì chủ yếu là do hai đứa đó. Chứ người ngoài như dì là chỉ có góp phần chút xíu thôi à. Bây giờ hai đứa là đã có cái nhà rồi. Vậy là từ nay yên tâm mần ăn để nuôi con rồi đó. Thằng Thế nó lại siêng năng chịu khó, nên hai mẹ con bay không có lo đói đâu á. À mà nè, hình như bộ bay đang giận hờn vì nó phải không? Sao thấy có cái vẻ lạnh nhạt với nó quá vậy? Nó cưng bay hết biết vậy mà bay cứ nạt nộ nó hoài ha. Nè nha, đừng có thấy người ta thương mà làm lừng. Tao nói cho bay nghe, đốt đuốc cũng không có tìm ra một người đàn ông tốt như nó đâu đó ngàn. Mẹ thương, mẹ thương, nín đi con. Nín mẹ thương nha. Chết rồi. Dì ơi, anh Thế ơi. Nín mẹ thương, dì ơi. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Dì ơi, sao con của con nóng quá vậy nè? Có gì vậy em? Không được, nó bị sốt rồi. Bây giờ phải làm sao hả dì? Thế nè, mày mau ổng nó đi thầy Năm đi. Nhà ổng ở gần gần cái miếu á, ở cuối xóm á. Đi tới đó rồi hỏi ổng, ai cũng biết á. Dạ, con biết rồi, để con đi liền. Khoan đã, để tôi đi theo. Không có được, con mới sanh, còn yếu lắm. Đêm khuya con không có đi được đâu. Không được, để ảnh đưa con đi một mình như vậy con không yên tâm đâu. Dì cứ để con đi. Thôi được rồi, mình đi. Con đi nha. Từ từ thôi, cẩn thận nghe con. Căn cứ vào nhân chứng vật chứng, ta có kết luận sau. Trịnh Phú Túc, ngày mùng 2 tháng 5, ngươi đã ra tay ngộ sát một người ở trên kinh thành. Sau khi bị bắt và dẫn giải lên kinh thành để điều tra vụ án, ngươi đã bỏ trốn và giết chết một lính của triều đình. Tội chồng thêm tội, không thể nào mà giảm nhẹ tội trạng được. Này, phản tội tử! Quan cho con quá, quan cho con quá, đại quan ơi, xin đại quan xét lại, con không có giết người, con không có giết lính, xin đại quan suy xét lại, con không muốn giết lính triều đình, con không cố ý giết lính triều đình, đại quan ơi, con xin ngài, xin hãy suy xét lại nha đại quan, xin hãy suy xét lại, con bị quan mà, dạ, giam vào ngục cho to, dạ, đúng ngày 7 tháng 7, mang ra pháp trường xử trọng, quan. Con bị quan. Đi. Đại quan ơi. Rồi. Má. Má. Má ơi. Con bị quan. Con rồi. Con chết rồi.
Dì. Nó bớt nóng chưa con? Dạ đỡ nhiều rồi dì. Đêm qua nó làm con rối quá. Ờ, con nít mà, bệnh lặt vặt xảy ra như cơm bữa. Nè, sao hôm qua con hư vậy nè? Đúng không con? Làm cho ba với mẹ con lo sốt gió vậy hà? Ờ, dì, hồi sáng giờ dì thấy cha nó đâu không dì? Ờ, tao thấy nó đi đâu từ sáng sớm lận. À, dì nè, dì ngó con giùm con một chút được không dì? Con chạy qua thầy lấy thuốc. Ừ, sao con không đợi thằng Thế về rồi kêu nó đi lấy? Dạ thôi, con nóng ruột quá, con muốn đi ngay. Được rồi, con đi nhanh về nhanh, để con ở dì giữ cho. Dạ, con cảm ơn dì. Ừ. Con đi nha dì. Thế, mau đi lẹ về nha. Ông chủ, tiền nè ông chủ. Ừ. Ờ, ông chủ, ủa tới giờ ăn cơm trưa mà thằng Thế vẫn còn làm việc hả ông chủ? Ờ, tao thấy tới giờ ăn cơm rồi, tao kêu nó nghỉ tay, vậy mà nó không chịu nghỉ, nó đòi đi thêm một chuyến nữa. Chắc là thằng Thế đang cần tiền nên nó tranh thủ á, kiếm thêm đồng nào hay đồng đó đó ông chủ. Có cần tiền cỡ nào á, không cần phải làm quần quật cả ngày đâu, không ăn uống gì hết, nó làm kiểu vậy nó ngã ngang mà chết chỗ này á là tao mang quà. Cần tiền làm chi mà giữ vậy? Dạ, nghe nói là con nó bệnh mà không có tiền mua thuốc nên là phải ráng đi thêm mấy chuyến nữa để có tiền mua thuốc đó ông chủ. Trời ơi, vậy mà nó không nói tao tiếng nào. Thôi được rồi, để chiều về á tao đưa tiền để cho nó mua thuốc về cho con nó uống. Dạ. Thôi, tụi bay vô ăn cơm đi. Dạ. Dạ. Con nó có quấy không con? Dạ, nó ngoan lắm á. Cháu của bà ngoan nè. Con ngoan nha. Cháu của bà ngoan nha. Má nè, má đi dự phiên xử của chồng con. Ảnh bị phán quyết sao rồi hả má? Ờ thì quan huyện vẫn đang thu thập thêm chứng cứ. Ờ nên cũng chưa đưa ra phán quyết cuối cùng. Chồng của con bữa nay có tiều tụy hốc hác lắm hôn hả má? Rồi má có kịp nói với ảnh là con đã sanh cho ảnh một đứa con trai không má? Ừ, có. Má nói hết rồi con. Nó mừng dữ lắm. Con ơi, vậy là cha của con biết sự có mặt của con rồi. Con phải ngoan nha, phải ăn giỏi, mau lớn. Cha của con sắp về với con rồi đó. Ngoan quá. Con ơi, vậy là con sắp gặp được cha rồi. Con phải ngoan nha. Chị định giấu con Bích Khê chuyện của thằng Phú Túc cho đến bao giờ hả chị cả?
Chị giấu được một ngày chứ không thể nào giấu hoài được đâu. Chị cứ để cho nó hy vọng rồi sau này phát hiện ra sự thật thì nó sẽ còn tuyệt vọng hơn nữa đó. Chị xin em tạm thời đừng cho nó biết chuyện này. Nó mới sanh còn yếu lắm, nó mà biết không chừng nó lên máu sản hậu thì tội nghiệp cho nó lắm em ơi. Chị nghĩ tôi là người vô lương tâm vậy sao hả chị cả? Tôi cho chị biết, tôi thù chị và ông ta chứ có ghét bỏ gì con Bích Khê và đứa nhỏ đâu. Cảm ơn em đã không vì ghét chị mà hẹp hòi với hai mẹ con nó. Chị biết chị có lỗi với em cho nên em có làm gì chị cũng cam lòng. Em có giết chị ngàn lần chị cũng không oán thán. Nhưng chị xin em có thể rộng lòng tha cho ông được không? Dù sao thì bây giờ em cũng đã có được cái mình muốn. Còn ông bây giờ chỉ như cái xác không hồn. Em tha thứ cho ông đi, để những ngày cuối đời của ông được ra đi thanh thản được không em ba? Tôi biết ngay, thế nào chị cũng xin tha cho ông ta mà. Tôi có rộng lòng cách mấy cũng không thể nào tha thứ được đâu chị cả. Tôi cho chị biết những thương tổn trong lòng tôi quá lớn để tôi có thể bỏ qua những câu nói, những cái tát, những lần cưỡng đoạt thân xác tôi. Tôi sẽ còn hành hạ ông ta cho đến khi nào ông ta trút hơi thở cuối cùng thì lúc đó tôi mới ngừng. Chị nghe rõ chưa? Còn chị, tôi sẽ tra tấn chị bằng những nỗi đau bởi những con người mà chị gần gũi và yêu thương nhất. Chị sẽ nhìn họ héo mòn, tàn tạ, chết dần chết mòn ngay trước mắt của chị mà không thể làm gì được. Chị cứ tận hưởng điều đó đi. Em ba, chị đã làm điều em muốn rồi. Chị xin em đó, chị xin em hãy tha thứ cho ông. Tha thứ cho chị, tha thứ cho gia đình này, tha thứ cho ông. Chị xin em mà, chị xin em mà. Như Nguyệt, Như Nguyệt, ê trời, nè, để anh làm cho. Anh đã dặn rồi, những việc nặng này để anh về anh làm cho mà. Ủa, con đâu em? À, con ngủ hay thức em? Tôi mới lau người cho nó ngủ rồi. Nè, em mới qua nhà thầy thuốc lấy thuốc rồi phải không? Anh chạy qua đó, thầy nói là em đã lấy rồi. Mà nè, tiền đâu em lấy thuốc vậy? Anh hỏi chi vậy? Miễn sao tôi có thuốc lo cho con là được rồi. Chờ anh về, chắc nó bệnh nặng hơn quá. Ừ, anh xin lỗi nha. Đáng lẽ anh về sớm hơn để lấy thuốc, nhưng mà tại vì anh lu bù quá cho nên quên mất. Bệnh của con mà anh cũng quên. Sao anh không quên tôi luôn đi, về chi vậy? Ừ, thôi mà, đừng giận anh nữa. Anh cũng ráng hết sức để về đây lấy thuốc cho con. Nè, anh hứa lần sau anh lấy thuốc cho con đúng giờ. Cái gì? Anh muốn trù con bệnh nữa hay sao mà hẹn lần sau? Không phải, ý anh là anh... Thôi được rồi, rửa tay chân mặt mũi đi. Tôi dọn cơm cho anh. Này, tôi có kho cá cho anh đó. Thiệt hả? Món cá anh thích lắm á. Tôi biết mà, thôi lẹ đi. Sao không ăn đi? Làm gì nhìn tôi lơm lơm vậy? Bộ cá sống hả? Không, không có. Cá ngon lắm. Chưa bỏ vô miệng ăn mà kêu ngon, đúng là xạo ghê luôn. Cá ngon thiệt, ngon lắm, em ăn đi. Ngon thì ăn nhiều vô, cho có sức mà làm việc.
thế nè, con cất nhà xong chưa? Dạ, xong hết rồi dì. À, con đang định hỏi dì ngày nào tốt để tụi con xin phép dì dọn qua nhà mới. Ờ, để dì coi cái đã. À, đầu tháng này là ngày đại cát đó. Ngày đó tụi con dọn về nhà mới là được rồi. Nhớ cúng kiến gian giái, đất đai, thổ trạch, ông bà tổ tiên. Khi dọn về nghe không? Dạ. Ừ, bữa đó anh dọn về đó ở đi. Mẹ con tôi ở đây với dì. Ủa, em nói vậy là sao? Hai mẹ con của em phải dọn qua ở chung với anh để cho anh tiện bề chăm sóc chứ. Với lại ở đây làm phiền dì hoài sao được. Tôi có nói là dọn qua đó ở chung với anh bao giờ đâu. Mà anh cũng có mở miệng kêu tôi về ở chung lúc nào. Anh tự xin đất, tự cặm cụi cất nhà, xong cũng có nói tôi tiếng nào đâu. Ồ, mẹ đây mẹ đây. Ô mẹ thương nha. Ồ nín mẹ nè, thương nè. Vợ mày nó nói vậy thôi, chứ chồng ở đâu thì vợ ở đó, sao mà không theo được chứ. Nhưng mà vợ con nói là sẽ ở đây với dì mà. Ai cho nó ở? Tao đuổi hết hai mẹ con nó ra khỏi nhà. Mày liệu mà rước nó về ở đi. Trời ơi, đàn ông con trai gì á mà khờ quá à. Nó nói sao là mày tin vậy á hả? Nó là mộ giận để cho mày theo mày năn nỉ nó đó. Chứ có gì đâu mà buồn. Nó lẫy mà mày cũng buồn là sao? Trời, thiệt tình chán mày hết sức vậy đó. Trả tiền cho mấy người, trả thật nhiều cho mấy người. Đi không, nha, tôi không muốn chết, bao nhiêu cũng có. Tôi không muốn chết, tôi xin hai người, tôi không muốn chết, thả tôi ra, tôi không muốn chết mà, tôi bị oan mà. Má ơi, cha ơi, má ơi, cha. Hôm nay ngày lành tháng tốt, tụi con dọn về đây sinh sống. Vợ chồng con kính xin trời đất phù hộ cho vợ chồng con an cư lạc nghiệp. Cầu xin cho con của con có nhiều sức khỏe, mau ăn trông lớn. Con ngủ rồi em? Dạ, con ngủ rồi. Anh ngồi đi, em có chuyện này muốn nói với anh. Em muốn nói chuyện gì? Làm anh hồi hộp quá. Anh thế nè, trải qua nhiều chuyện như vậy, anh không hờn, không trách gì em hả? Kể cả chuyện trước đây, em đã lợi dụng anh để được lên làm bà Năm nhà họ Trịnh. Chuyện cũ rồi, đừng có nhắc lại nữa em à. Em biết là chuyện cũ, nhưng hôm nay em muốn anh nói một lần, nói cho hết những chất chứa trong lòng. Em muốn biết, lúc em xem anh như một vật thế thân, rồi tìm cách đẩy anh đi xa, để khỏi cản bước tiến thân của em, thì anh có giận, có trách em hay không? Anh cứ nói thiệt lòng mình đi anh. Dâu à, anh cũng là con người mà,
Anh cũng biết giận, biết buồn chứ. Tim anh cũng đau như xác muối khi nhìn thấy em bên người ta, rồi lúc em hất hủi bỏ rơi anh. Anh đau dữ lắm, nhưng chỉ cần em có chuyện, anh lại quên hết tất cả những nỗi đau đó. Anh tuy là không có ngàn tay ngàn mắt để che chở, bảo vệ em, để gánh thay những nỗi khổ, những niềm đau cho em. Ông bà xưa hay gọi đó là nợ. Anh thấy như vậy cũng có lý. Chắc là anh là con nợ tự nguyện của em rồi. Anh có thể bị người ta chê cười là một thằng ngu cũng được, miễn sao hai mẹ con em được sống yên lành, vui vẻ. Chỉ cần như vậy anh mãn nguyện lắm rồi. Cảm ơn anh vì đã bỏ qua lỗi lầm của em. Những ngày này nếu không có anh, chắc em sẽ tuyệt vọng mà nghĩ đến chuyện kết liễu bản thân của mình. Em đã mắc sai lầm khi tìm cách tiến thân bằng mọi thủ đoạn. Em đã bị hào quang của sự giàu sang và quyền lực nó đã làm mờ mắt, nên đã làm hại nhiều người, trong đó có cả anh. Và em đã thất bại trên con đường chinh phục những thứ đó. Nhờ thất bại nên em mới kịp nhận ra là đâu là vốn quý của con người, mới kịp nhận ra tấm chân tình của anh. Bây giờ chắc vẫn còn chưa muộn đúng không anh? Dậu à, cho dù em có đi đoạn đường dài như thế nào thì anh vẫn đứng đó chờ em, cho nên không có gì là muộn cả em à. Nè, em cũng đừng cảm ơn anh, vì nhờ có em và con cho nên cuộc sống của anh bây giờ anh cảm thấy càng ý nghĩa hơn nữa. Anh hứa sẽ luôn bên cạnh hai mẹ con em cho đến hết cuộc đời này. Anh sẽ không bao giờ rời xa hai mẹ con em, cho dù là nửa bước. Sao khóc vậy em? Thì nó làm xấu, ức nhem hết trơn luôn á. Còn đó, hư quá à. Không biết giống ai nữa đây. Mai mốt sắp làm xấu thì phải biết kêu ba mẹ một tiếng nghe chưa. Anh nói gì vậy? Con của anh thì nó giống ai? Anh nói thử coi. Ở đó mà hỏi cắt cớ. Cái này ghét không? Anh này. Vô Tú, Vô Tú, Vô Tú, Vô Tú, Vô Tú ơi, con ơi, con ơi. Chị cả, chị thấy trong người sao rồi? Chị còn mệt lắm hả? Mệt, nhưng chắc chị cũng nhớ hôm nay là ngày gì. Mùng 7 rồi đó chị. Hôm nay là ngày thằng hai bị đưa ra pháp trường xử trảm đó. Chị có nhớ không? Con trai của tôi, Vô Túc,
Con ơi, chị là mẹ mà không đến tiễn biệt con hay sao? Chắc nó chạnh lòng lắm khi nó không thấy ai trong phút tử biệt sanh ly. Cha cũng không, mẹ cũng không, vợ cũng không. Thiệt là tội nghiệp cho thằng Phú Túc. Phú Túc, con ơi, con ơi. Thấy chị, em cầm lòng không đặn. Hay là như vậy, em sẽ đưa chị ra pháp trường, cho chị nhìn nó lần cuối nha. Con ơi. Gia nhân đâu? Dạ. Mang cán vào đây. Dạ. Nhanh lên. Dạ. Con ơi. Con ơi. Mau đưa bà cả ra pháp trường tiễn biệt cậu hai. Dạ. Con ơi. Con ơi. Con ơi. Ôi Hoàng ơi, Hoàng ơi, tha cho con đi Hoàng ơi, con bị oan mà. Con không muốn chết đâu Hoàng ơi. Con bị oan mà Hoàng ơi. Con không giết người. Oan cho con quá Hoàng ơi. Con không có giết người mà. Con không có giết người mà. Đại Hoàng ơi, Đại Hoàng. Con không giết người, con không giết người mà. Con không có giết người mà. Đại Hoàng ơi, Đại Hoàng. Con không có giết người mà. Đại Hoàng. Má ơi, má ơi, má ơi, cứu con đi má ơi, cứu Túc của má nè má ơi. Con bị oan mà má ơi. Má ơi, cứu con má ơi. Con bị oan mà. Con giết người, cứu con là con ruột của cha và má mà. Sao lại không cứu con chứ? Má ơi, cứu con đi má ơi. Tôi hận cha. Sao cha lại tiếc gia sản hơn là sinh mạng của con ruột của mình như vậy? Tôi bị oan mà. Tôi bị oan mà. Giờ hành quyết đã tới. Giết tôi mà. Đao phủ thi hành án. Đừng mà. Đừng mà. Con ơi. Chết mà. Con ơi. Đừng mà. Đừng mà. Đừng mà. Tôi không muốn chết mà. Tôi bị oan mà. Đừng. Đừng. Con ơi. Phú Túc. Phú Túc con ơi. Sao con bỏ má mà đi vậy hả con? Phú Túc ơi. Hôm nay tôi thấy hả dạ khi được chứng kiến cảnh chị khóc than như vậy. Chị cả, chứng kiến cảnh con trai của mình bị xử tử, chị đau đớn lắm đúng không? Nhìn chị bất lực, nước mắt tuôn trào. Tôi thấy thương chị ghê lắm. Nhưng đành phải chịu thôi. Trời cao có mắt mà. Chị đã khiến người ta phải chia ly trong đau khổ tủi hờn và bị hiểu lầm nhau gần cả chục năm trời. Thì nỗi đau này của chị có thấm vào đâu? Chuyện hôm nay chỉ là khởi đầu cho sự biệt ly thôi chị à. Những ngày tới đây, khi mà chị đã cảm nhận rằng do mình mà nó phải chết, thì lúc đó chị mới thực sự dằn vặt và cắn rứt lương tâm của mình
để thấu hiểu được nỗi đau tột cùng. Còn lão già kia, tôi cũng đã chuẩn bị một món quà để đáp lại những ân huệ ngày trước mà lão đã ban cho tôi. Cái mà lão quý nhất chính là toàn bộ cái gia sản này. Thì tôi sẽ làm cho nó tan tành mây khói. Chắc lúc đó lão sẽ đau đớn đến nỗi dở tim mà chết. Chị làm cái gì vậy? Chị gian xin tôi hả? Chị đừng lo, tôi sẽ không cho lão chết liền đâu. Mà lão ấy phải sống, sống lây lất để cảm nhận sự lụng bại của dòng họ Trịnh này. Lúc đó tôi mới vừa lòng hả dạ. Sao vậy? Con bệnh hả? Sao em lại khóc vậy? Hả? Con không có bệnh. Vậy sao em lại khóc? Tại nhìn con em lại thấy buồn. Làm anh hết hồn à? Nhưng mà sao em nhìn con lại buồn? Em nghĩ tới cảnh em xa con mà em không có đành lòng. Em nói xa con là sao? Dẫu em đang định làm gì vậy? Nè, tính bỏ cha con anh hả? Nè, không được đâu nha, anh không đồng ý đâu. Con nó còn nhỏ, nó cần em. Con không thể nào sống mà không có mẹ được. Anh cũng không thể nào sống thiếu em được. Dậu à, có chuyện gì nói anh nghe đi. Anh à, mấy đêm nay em cứ bị tội lỗi trong quá khứ về ám ảnh em. Em không thể nào ngủ được. Em thấy mình không thể nào cứ sống như vậy được. Không thể nào sống mà như không có chuyện gì xảy ra. Thương tâm của em cắn rất không ngừng. Nè, ý của em nói là em nghĩ chỉ có ra thú nhận hết tội lỗi và chịu trừng phạt của pháp luật thì lương tâm của em mới thanh thản thôi. Em không sợ bị phạt tù, chỉ thương con còn nhỏ dại mà phải xa mẹ. Cứ nghĩ tới lúc đó khác sữa mà không có em ở bên cạnh, em lại chảy nước mắt. Em à, hay là anh à, anh đừng cản em. Vậy đó là chuyện em phải làm, nếu không em sẽ sống cả đời trong sự dằn vặt. Em sẽ tập cai sữa cho con từ bây giờ, khi nào cảm thấy ổn thì em mới lên nha môn đầu thú. Anh cũng đừng có lo quá, đợi khi nào em thọ án xong
Em sẽ bù đắp tình thương cho cả hai cha con. Em à, tội con lắm dậu ơi, con nó còn nhỏ lắm mà. Em làm chuyện này là cũng vì con. Em không muốn con nó có một người mẹ tội lỗi chất chồng như em. Anh Thế à, anh phải giúp em, giúp em làm chuyện này để sửa sai những lỗi lầm trong quá khứ của em nha anh. Lúc này em rất cần sự động viên của anh. Ông không nói được, nhưng chắc là cũng đọc được đúng không? Ông đọc đi. Để tôi nói luôn cho rõ ha. Ông không đọc được cũng không sao. Đây là tờ khế ước mà tôi đã đồng ý bán hết cửa tiệm cho ông Tô ở trên kinh thành, và còn xưởng chành, đất đai, nhà cửa cho thương buôn họ Trần ở trấn Nam Xương. Nè, ông xem còn thiếu gì không? Có gì đâu mà ông trừng mắt nhìn tôi ghê vậy? Ông nghĩ đi, ông bệnh nằm một chỗ rồi ai cai quản cho ông? À, tôi quên, ông còn thằng con trai, nhưng mà nó bị xử trảm rồi. Rồi cả căn nhà này nữa tôi cũng sẽ bán luôn. Chắc là ông muốn biết, nếu như bán căn nhà này thì ông sẽ ở đâu chứ gì? Ở ngoài đường chứ ở đâu? Ở ngoài đường. Ở mấy cái chỗ mà tụi ăn xin ăn mài nó nằm lê la lê lết ở ngoài đường á, dơ bẩn, nhục nhã, ê chề. Lúc đó nha, thiên hạ người ta đi qua đi lại, rồi họ nhìn thấy ông, họ nhận ra ông, họ phỉ nhổ vào mặt ông. Nghĩ tới cảnh đó mà tôi thấy hào hứng vô cùng. Tất cả đồ đạc trong nhà này đều được kê khai đầy đủ trong đây, không thiếu một món chi. Còn phần về ruộng vườn, ông cứ cho người tới đo đạc và cắm cọc phân ranh. Nếu như ông thấy đã đầy đủ thì ông giao số bạc theo đúng khế ước đã ký kết. Ông chỉ cần giao đủ số bạc, giống như hôm trước tôi và ông đã thương lượng, thì toàn bộ xưởng chành, cửa tiệm và điền sản của nhà họ Trịnh sẽ là của ông. Còn những cửa tiệm ở trên kinh thành thì tôi đã thương lượng và bán lại cho ông Tô rồi. Cảm ơn bà. Tôi sẽ cho người tiến hành đo đạc và thống kê mọi thứ trong xưởng chành của họ Trịnh. Nếu khớp với mọi thứ thì tôi sẽ giao đủ số lượng bạc và nhận các xưởng chành cũng như cửa tiệm và cơ ngơi của nhà họ Trịnh, và luôn cả căn nhà này. Cảm ơn ông. Ai mua bán cũng mau lẹ như ông thì đúng là tốt quá. Dạ. Em ba, tại sao em dám bán hết gia sản của nhà này vậy? Em đã hỏi qua ý của chị chưa? Chị cả à, nhà đang có khách, có chuyện gì chị em mình nói sau nha. Không, chị phải nói ngay bây giờ. Ông nghe đây, ông không thể mua cái gia sản này được, nó không hợp lệ đâu.
Kìa chị cả, ông đã đồng ý bán rồi mà. Việc này em chỉ làm theo ý của ông thôi. Tôi không ngờ cô dám làm việc bất nhân như vậy đó Như Nguyệt. Ông đang bị bệnh thì làm sao lệnh cho cô làm việc này được. Để tôi đi gặp ông đã. Chị cả, ông không muốn gặp chị đâu. Dù không muốn nhưng tôi phải đi. Tôi không tin ông lại bán hết đất đai tài sản mà do chính mồ hôi nước mắt ông làm ra. Đây là ý của cô chứ không phải ý của ông. Dạ, tôi xin lỗi ngắt lời bà. Tôi không biết chuyện của nhà bà nó như thế nào, nhưng chuyện mua bán hai bên đã được ký kết. Tờ khế ước này có điểm chỉ của ông Trịnh. Bà coi đi, tôi đâu có làm sai cái gì. Ông sai vì ông không biết tài sản này, còn có người quyết định được. Chú ba, chú về thiệt là hay lắm. Chị cả, chị yên tâm đi. Không ai có quyền bán đất đai cơ ngơi của nhà họ Trịnh này nếu như chưa có sự đồng ý của em. Xin lỗi vì đã làm chú phải thất vọng. Tôi làm chuyện này là theo ý của chồng tôi thôi. Chủ cái cơ ngơi này, chú có thể xem lại khế ước đã có dấu vân tay của anh chú trong đó. Chú thấy chưa, tôi đâu có dựng chuyện. Thưa ông, hiện nay anh tôi đang lâm trọng bệnh, đầu óc không được sáng suốt, cho nên tôi nghi ngờ dấu tay này không phải do anh tôi tự nguyện điểm chỉ vào. Nếu như ông vẫn tiếp tục muốn mua cái cơ ngơi này, tôi sẽ lên nha môn nhờ quan quyền xét xử. Lúc đó tôi e rằng không những ông không nhận được gia sản của nhà họ Trịnh mà mất luôn cả tiền đặt cọc. Như vậy là sao hả bà ba? Cuộc mua bán này hai bên đã thỏa thuận hết rồi, bên tôi chỉ chờ đến ngày tiếp quản thôi. Bây giờ tại sao có người họ Trịnh đứng đây ngăn cản là sao vậy hả? Không có chuyện gì đâu. Đây, tờ khế ước đây. Chuyện mua bán vẫn cứ tiến hành giống như cũ. Không có gì thay đổi cả. Ông cứ làm những việc mà từ phía ông. Và đến đúng ngày, ông cứ đến đây để nhận cơ ngơi của họ Trịnh. Cảm ơn bà ba, bà đã lên tiếng. Dạ. Thì chúng tôi cứ tiến hành kiểm kê thôi. Tôi nói dừng lại là dừng lại. Tôi có quyền đuổi ông ra khỏi cơ ngơi của nhà họ Trịnh, bởi vì tôi là chủ căn nhà này. Chú ba, đi ra ngoài cho tôi. Xin thất lễ với ông. Hôm ấy thì để ngày mai ông quay lại rồi chúng ta sẽ bàn tiếp. Xin mời ông. Chú ba, tôi là vợ của ông Trịnh Quý Thịnh. Tôi có thể mua bán trên sự ủy quyền của chồng tôi mà không cần phải hỏi ý kiến của ai hết. Tôi nói chú nghe rõ chưa? Nhưng tôi là em ruột, cũng là người đồng sở hữu cái gia sản này. Cho dù anh tôi có đồng ý bán nhưng tôi không chấp thuận thì việc mua bán này cũng không hợp lệ. Chú ba à, chú quên là mình đã làm giấy xác nhận không lãnh phần tài sản thuộc về chú rồi hay sao? Tờ giấy đó hiện giờ tôi đang giữ đây. Như vậy thì chú có quyền gì can thiệp vào gia sản nhà này nữa? Tôi không bao giờ quên đâu chị ba. Nhưng trong tờ giấy đó tôi đã nói rất rõ ràng là tôi sẽ không nhận một nửa gia sản đó, với điều kiện anh tôi phải làm giấy từ người vợ thứ ba và trả tự do cho cô ấy. Nhưng hiện nay chị vẫn đang có mặt trong nhà này, vậy thì tờ giấy tôi ký trước đây nó không còn giá trị gì nữa chị ba. Nè, ông kia, ông là ai mà ông xông vô đây? Còn bà cả nữa, chẳng phải bà ba bà cấm bà đi vô đây rồi sao? Mời ông á với bà đi ra ngoài cho, để tôi còn làm công chuyện nữa. Cô Tai, đây là ông ba, em ruột của ông đó. Ông ba mới là chủ của căn nhà này.
Cô không được vô lễ nghe chưa? Nè, người làm công trong nhà này dám hỗn láo với bà cả sao? Cô muốn chết hả? Anh hai ơi, em đã về rồi đây. Mới có mấy tháng không gặp, sao anh lại ra nông nổi như thế này? Chắc anh đã bị người ta hành hạ khổ sở lắm phải không? Thôi anh đừng có buồn nữa. Em sẽ đưa anh ra khỏi nơi này và tìm thầy chữa bệnh cho anh. Chú Ba, anh của chú ra nông nổi đó là do ổng ham mê sắc dục và quá độ trong chuyện chăn gối, chứ thật ra không có bệnh tình bệnh tật gì cả. Thuốc tôi đang cho uống là liệu trình dài, chú không thể nào bỏ ngang được. Chị yên tâm, tôi cũng đã nghĩ tới chuyện này nên sẽ nhờ thầy khác khám lại và cho anh ấy liệu trình khác tốt hơn. Tại sao chú cứ cương quyết đưa anh chú ra khỏi đây vậy? Có phải chú nghe người ta nói là tôi giam lỏng và hành hạ anh chú đúng không? Tôi nói cho chú biết, đó hoàn toàn là lời đồn vô căn cứ. Sở dĩ tôi không muốn chuyển ông đi đâu là vì ông đang bệnh, chuyển tới chuyển lui sẽ không tốt. Thêm nữa, mời thầy khác về thì người ta lại biết chuyện anh chú bệnh là do lối sống trác tán. Như vậy thì còn gì là thanh danh của ổng nữa. Chị Ba, chị đừng giải thích dài dòng nữa. Tự tôi biết tôi nên làm cái gì tốt cho anh của tôi. Tôi không cần chị phải chỉ vẽ. Tôi đã có mặt trong căn nhà này thì sẽ không có ai bày mưu tính kế trả thù hãm hại anh hai của tôi đâu. Chị cả, chị cứ làm theo ý của em. Chị cả, ngẫm lại tất cả sự việc thì Như Nguyệt trở thành như ngày hôm nay tất cả đều do em mà ra. Nếu 8 năm trước em can đảm và mạnh mẽ hơn thì em đã không đánh mất cổ vào trong tay của anh hai. Rồi chính em một lần nữa gây ra thêm lỗi lầm khi quay lại về cứu Như Nguyệt. Nhưng đã không đủ can đảm để dứt bỏ hết thị phi ở bên cạnh cổ. Chính em là người đã gây ra cho cổ sự tổn thương rất trầm trọng và biến cổ trở thành một con người tàn nhẫn đến không ngờ. Chú đừng có tự trách mình nữa. Ở đời đâu có ai học được chữ ngờ chứ. Như Nguyệt thay đổi như bây giờ cũng một phần là lỗi của tôi và anh của chú. Mà công nhận ban nãy cổ cứng rắn thấy sợ. Chú mà không về kịp thì tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Chị yên tâm, em đã về đây rồi,
thì sẽ không để xảy ra chuyện gì nữa đâu. Còn Như Nguyệt, chú tính sao? Hai người mà trở mặt hận thù nhau thì tội lỗi của tôi càng nặng hơn. Chị đừng lo, để cô bình tĩnh lại rồi em sẽ nói trái phải cho cô hiểu. Còn bây giờ em muốn qua thăm chị Hai với chị Tư, chị đi chung với em luôn nha chị cả. Cả à, dạo này chị có nghe tin tức gì của vợ chồng cậu Thế không? Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà thì tôi cũng không biết họ đi đâu. Dậu đang mang thai, tôi nghĩ chắc cũng sắp đến ngày sinh nở rồi. Hay chú thử hỏi ông Xỉu với thằng Út coi làm sao, có thể hai người đó biết họ đang ở đâu. Nhưng mà chú muốn tìm họ để làm gì? Em muốn tìm hiểu về những chuyện Như Nguyệt đã làm trong thời gian qua. Em nghĩ là chỉ có Dậu là người biết rõ mọi chuyện mà thôi. Chú Ba hẹn tôi ra đây có chuyện gì không? Chẳng phải tôi với chú nên gặp nhau ở công đường hay là nha môn sao? Nếu như không có chuyện gì muốn nói thì tôi xin phép đi về. Em đừng đi Như Nguyệt. Hôm nay tôi hẹn em ra đây không phải để nói chuyện kiện cáo hay là vấn đề chia gia sản. Những chuyện đó đối với tôi thực sự không quan trọng bằng người tôi thương. Người mà đã khiến trái tim tôi bị xé thành trăm mảnh khi đồng ý vì làm vợ của anh hai tôi. Cuộc sống của tôi kể từ ngày đó không còn ý nghĩa gì nữa. Chú Ba, tôi đã không muốn nhắc tới chuyện này rồi, cớ sao hôm nay chú lại khơi gợi lại chuyện đó? Trọng sinh, anh tưởng tôi làm vậy thì sung sướng lắm sao? Anh có biết là người ta ép tôi đến nỗi tôi phải quyên sinh hay không? Rồi sau đó họ đã lừa và cướp đi đời con gái của tôi. Vậy mà anh chỉ biết trách móc rồi bỏ tôi mà đi. Tôi hận anh, tôi thù anh. Người mà tôi đã tin tưởng để gửi trọn đời mình lại đớn hèn và nhu nhược như vậy. Phải, em nói đúng lắm. Tôi đúng là thằng đàn ông nhu nhược. Nếu như tôi chịu gặp em và tìm hiểu rõ mọi chuyện thì chúng ta đã không rơi vào hoàn cảnh éo le như thế này. Tất cả là lỗi do tôi, lỗi do tôi hết. Anh đừng tưởng anh xin lỗi một câu là xong. Anh làm sao biết được tôi đã đau khổ tuyệt vọng như thế nào khi hay tin anh đã rù bỏ tôi để đi theo người khác. Nước mắt tôi đã nhỏ cho anh và cũng có thể thành một dòng sông. Anh có biết điều đó không hả Trọng Sinh? Vậy mà anh vẫn bật vô âm tín, né tránh tôi. Lúc đó tôi hoang mang tột độ, tôi không biết phải làm gì cả.
Tôi nào biết họ đã lập mưu để đưa tôi vào bẫy. Họ khiến tôi sống dở, chết dở, rồi lại giả đò đưa tay ra để cứu lấy tôi. Vì vậy mà anh đừng ngạc nhiên khi tôi căm thù người đàn ông háo sắc và đê tiện đó, và người đàn bà có bộ mặt nhân từ nhưng lòng dạ hiểm độc. Như Nguyệt à, tôi... Nhưng mà đúng là duyên số của tôi đã mắc nợ anh em nhà anh. Tôi đã an phận sống trong cái bóng của bà ba nhà họ Trịnh suốt 8 năm trời. Vậy thì cớ chi, cớ chi anh lại xuất hiện trong thời gian này rồi khuấy động lên tất cả, hả Trọng Sinh? Anh đã khiến trái tim nguội lạnh của tôi lại thổn thức và nhói buốt. Đau đớn hơn nữa khi tôi phát hiện ra sự thật kinh khủng từ hai con người thất đức kia. Lúc đó tôi đã trách mình ngu dại và oán anh tại sao lại quá nhu nhược. Anh yếu hèn, không dám đương đầu để bảo vệ người mà mình yêu thương. Nhưng mà nào đã hết, bi kịch của cuộc đời tôi đã bắt đầu khi anh quay trở lại. Anh có biết về sự xuất hiện của anh mà người ta ghen tuông và hành hạ sỉ nhã tôi hàng đêm? Tôi đã chịu đựng những chuỗi ngày đó trong tủi nhục và bể bàng. Anh có hình dung ra những điều đó hay không? Cuộc sống của tôi lúc đó khác gì là địa ngục. Vậy nên khi anh dùng nửa gia sản của mình để đổi lấy tự do cho tôi đã mừng lắm. Tôi như người chết đuối nhớ được cây cọc. Tôi nghĩ rằng bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ được sống với người mà mình yêu thương. Vậy mà cây cọc đó, anh nỡ lòng nào anh quăng đi? Anh phủ phàng, anh để lại tôi bên đường rồi bỏ đi và không nói một lời nào. Anh có biết lòng tôi tan nát như thế nào khi thấy thái độ lạnh lùng của anh hay không? Anh có hiểu tâm trạng của một người vừa được cứu sống lại bị chính ân nhân của mình dìm chết thêm một lần nữa? Tôi rất hận người đàn ông bất nhân kia vì đã coi tôi như một món hàng, rồi sau đó đem tôi ra đổi chác một cách không thương tiếc. Nhưng tôi hận ông ta một thì tôi hận anh gấp trăm gấp ngàn lần. Tại sao anh nỡ lòng nào đối xử tệ bạc với tôi như vậy, trong khi tôi hết mực yêu thương anh và tin cậy nơi anh? Anh nỡ lòng nào mà anh làm như vậy hả Trọng Sinh? Tại sao anh đối xử với tôi như vậy? Tại sao vậy? Như Nguyệt à, em bình tĩnh lại đi. Như Nguyệt, em bình tĩnh lại đi. Anh đừng kêu tên tôi nữa. Tôi hận anh, tôi ghét anh. Anh coi trọng thể diện của anh hơn tôi. Anh trốn tránh tôi khi tôi cần anh nhất. Vậy thử hỏi, anh thương tôi ở chỗ nào? Lúc tôi bị người ta hành hạ sâu không bằng chết, rồi anh xuất hiện cứu tôi, giả ra mặt nói đỡ giùm tôi. Nhưng sau đó thì sao? Anh bỏ tôi anh đi, bây giờ anh lại trở về đây, anh tới đỡ cho bọn họ. Bây giờ tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn họ. Tôi sẽ khiến cho họ sống dở chết dở. Như vậy thì tôi mới hả dạ. Tôi biết mình có lỗi với em nhiều lắm.
Mặc dù tôi cũng là nạn nhân trong âm mưu của hai người đó, nhưng nếu tôi mạnh mẽ hơn, can đảm hơn, thì em đã không phải chịu những đoạn trường vừa quá. Như Nguyệt à, em phải biết là trong 8 năm qua tôi không lúc nào thôi nhớ nhung em. Sợ vậy tôi không dám trở về Trịnh gia, là bởi vì tôi sợ gặp em và mình không kềm được lòng. Lúc đó tôi sẽ vượt qua giới hạn, rồi tôi làm những chuyện trái với luân thường đạo lý. Còn chuyện tôi dùng gia sản để đổi lấy tự do cho em là vì tôi nghĩ chỉ còn cách đó tôi mới bù đắp được những thiệt thòi mà em phải chịu trong suốt những năm vừa qua. Lúc đó tôi thiệt lòng chỉ mong em hạnh phúc và bình an, nhưng tôi không ngờ chuyện đó lại làm cho em tổn thương nhiều đến như vậy. Nói cho cùng, tôi là người đáng tội nhất. Em nói phải, tôi đã cứu em thoát khỏi vũng nước xoáy, nhưng lại dìm chết em một lần nữa bởi sự nhu nhược của mình. Tôi có tội nặng lắm, tôi có tội với em nặng lắm. Tại sao bây giờ anh mới nói ra những điều này hả Trọng Sinh? Anh có biết tôi đã chờ đợi điều này suốt bao nhiêu năm không? Tại sao bây giờ chúng ta mới bày tỏ cùng với nhau? Những lời tưởng như chỉ chôn chặt ở trong lòng và sẽ không bao giờ nói ra. Anh có biết sau khi anh giật áo ra đi, tôi đã đau khổ như thế nào không? Anh có biết người ta ngược đãi sỉ nhục tôi ra sao không? Anh ác lắm, anh ác với tôi lắm. Tôi ghét anh, tôi hận anh, tôi ghét anh. Tại sao anh làm như vậy hả Trọng Sinh? Tại sao? Như Nguyệt à, tại sao lại rời bỏ tôi đi như vậy? Như Nguyệt, tại sao? Trọng Sinh, Trọng Sinh, anh phải hứa với em sẽ không bao giờ rời bỏ em đi nữa. Anh hứa với em anh sẽ che chở và lo lắng cho em suốt quãng đời còn lại, được không anh? Được, anh hứa. Anh quay về đây là chỉ muốn được gần em thôi Như Nguyệt à. Anh sẽ bảo vệ và gánh vác mọi việc. Anh muốn em sẽ là Như Nguyệt trong sáng ngây thơ như ngày nào. Anh không muốn nhìn thấy em trong bộ dạng như hôm qua nữa. Tôi làm cho anh đau đớn và xót xa lắm. Như Nguyệt à, em phải tha thứ và bỏ hết những oán hận trong lòng của em có được không? Anh hai và chị cả cũng đã nhận hậu quả về những gì mà họ đã gây ra rồi. Em hãy dung thứ cho họ đi em, đừng tiếp tục làm hại người khác nữa được không em?
Thì ra anh hẹn tôi ra đây vì muốn xin tôi tha thứ cho họ hả? Vậy những lời yêu thương khi nãy anh thốt ra chỉ là gạt tôi thôi đúng không? Anh coi tôi như là trò đùa của anh đúng không? Như Nguyệt à, không phải như vậy đâu. Em đừng có nghĩ như vậy mà. Anh em đi. Tôi không phải là Như Nguyệt khơ dại của ngày xưa để các người gạt tôi nữa đâu. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn họ. Họ phải chết trong đau đớn và tột cùng. Lúc đó tôi mới ngưng trả thù. Anh nghe rõ chưa? Nhưng mà em làm như vậy thì em được cái gì chứ? Được gì tôi không cần biết. Tôi đã sống nhẫn nhịn trong suốt bao nhiêu năm qua, nhưng họ đâu có buông tha tôi. Vậy việc gì tôi phải cúi đầu và nhẫn nhịn để cho họ chèn ép tôi? Ai hại tôi thì tôi sẽ bắt họ phải nhận lại quả báo gấp trăm gấp ngàn lần. Nhưng mà đã có những người vô tội bị em lôi kéo vào chuyện này và chết một cách oan ức, em sẽ còn hại chết bao nhiêu người nữa em mới chịu dừng tay hả Như Nguyệt? Họ chết là đáng đời vì họ dám ngáng đường tôi. Bất kỳ ai dám nghịch ý tôi và làm trái lời tôi thì phải chịu như vậy. Kể cả anh sao hả Như Nguyệt? Phải, tôi cũng sẽ giết anh nếu như anh dám làm gì có lỗi với tôi. Qua cha ẩm con nha. Ngoan nha. Ngoan nha con. Ông ba. Dạ, nói thiệt là tôi cũng không ngờ bà ba sẽ có lúc trở nên điên cuồng, lao vào trả thù, không biết phải trái đúng sai như vậy. Cũng may là ông về kịp lúc, nếu không thì không biết nhà họ Trịnh sẽ ra sao nữa. Vậy ông đã gặp bà ba chưa? Tôi đã gặp, cho nên mới tới đây tìm cô để hỏi nguồn cơn cho cặn kẽ đây. Với lại tôi cũng muốn hai người giúp cho tôi một chuyện, không biết là có được không? Dạ, ông muốn nhờ tôi chuyện gì ông cứ nói, giúp được tôi sẽ giúp ngay. Tôi là người hiểu rõ chị ba nhất. Khi chị ấy chưa sa chân vào con đường tội lỗi này, vì vậy tôi biết bản chất chị ấy là một người lương thiện, tốt tính. Tôi không nỡ nhìn chị ba cứ tiếp tục lao vào trả thù mà đánh mất chính mình như vậy. Nhưng mình tôi cũng không đủ sức can ngăn chị ba lại. Tôi muốn mọi người giúp tôi hợp sức lại để ngăn chặn những hành động trả thù mù quáng của chị ấy. Thế nào, hai người có sẵn sàng giúp tôi không? Cô nói gì? Ông ta đi gặp con dậu sao? Ừ. Nó đã thề sẽ lấy mạng tôi nếu gặp lại. Còn ông ta thì đang tức chết vì không làm gì được tôi. Lẽ nào hai kẻ đó sáp lại để bày mưu triệt hạ tôi sao? Dạ, ông ba còn thường xuyên đi gặp thằng Thế, thằng Út, ông Xỉu. Giống như là đang bàn cái chuyện gì đó, có vẻ như là bí mật lắm đó bà. Nhìn vẻ mặt ai á cũng căng thẳng hết, giống như là sắp ra trận gì đó bà. Vậy là ông ta muốn hợp tụi nó lại để chống lại tôi sao? Chắc là vậy đó bà. Chứ bà nghĩ coi, bọn họ có gì để nói chứ?
Hôm qua tôi còn thấy ổng đi gặp ông Hương cả. Không biết á, để làm cái gì nữa. Có bà cả đi cùng nữa đó bà. Cái gì? Chẳng lẽ bọn họ muốn nhờ ông Hương cả can thiệp vào cái chuyện mua bán điền sản và mấy cái xưởng chành của tôi sao? Thật là khốn kiếp mà. Vậy bây giờ bà tính sao bà? Mà nè, cô nghĩ tôi là ai để cho họ lấn lướt tôi chứ? Trọng Sinh, ông hay lắm. Tôi đã tính nương tay với ông mà ông lại chuẩn bị mọi thứ để chống lại tôi hay sao? Ông đã dứt tình thì đừng trách sao tôi bất nghĩa. Cô Tài. Dạ. Cô mau đến gặp bọn Thảo Khấu và tìm ra một tên cung thủ giỏi nhất cho ta. Nói hắn chờ lệnh ta. Dạ thưa bà. Tôi đã cảnh cáo rồi, kẻ nào cản đường tôi thì đều có số phận như nhau. Kết cục này là do ông tự chuốc lấy. Có chết cũng đừng có oán trách tôi nha Trọng Sinh. Dạ thưa bà cả, có ông này, ông này tới tìm ông ạ. Được rồi, con đi ra ngoài đi. Dạ. Dạ thưa bà cả. Chú đây có phải là quản đốc ở xưởng làng bên không? Dạ phải thưa bà. Có chuyện gì hệ trọng mà chú lại tới tận đây vậy? Dạ tôi lên tìm ông Trịnh vì có chuyện gấp lắm à. Bà làm ơn cho tôi gặp ông được không ạ? Ông đang bệnh, có chuyện gì thì chú cứ nói với tôi, tôi sẽ thưa lại với ông. Dạ. Tôi... Có chuyện gì vậy chị cả? Dạ. Đây là ông ba. Chú có cần gì á thì chú cứ nói với ông ba đây cũng được. Dạ may quá, ông ba coi giải quyết giúp tôi. Cái đám thợ thầy ở dưới xưởng á không chịu đi làm mà đình công, bởi đất cứng không chịu nung. Nếu chuyện này mà kéo dài á thì sẽ gây thiệt hại rất là to lớn cho nhà mình á. Vậy thì họ muốn gì? Dạ họ nói đích thân ông chủ xuống họ mới chịu nói à. Ông đang bị bệnh thì làm sao mà tới đó được? Chị cả, chị đừng lo, chuyện này chị cứ để cho em lo. Ông quan đốc nè. Dạ. Phiền ông về nói với các thợ thầy ở dưới, ngày mai tôi thu xếp chuyện nhà xong tôi sẽ xuống dưới gặp họ. Dạ rõ. Tôi sẽ về nói với họ. Thưa bà cả, thưa ông ba, tôi về. Chú ba, sao tôi thấy lo quá. Hay để tôi kêu ông Xỉu xuống dưới đó nắm tình hình trước, chứ rủi họ làm chuyện chi hồ đồ mà hại tới chú ba thì sao? Không sao đâu chị cả, em sẽ có cách nói chuyện với họ và giải quyết ổn thỏa chuyện này. Nhưng mà nếu như mà chị cảm thấy không an tâm, em sẽ đi chung với thằng Út. Ừ, vậy cũng được, nhưng mà chú cũng đừng chủ quan quá nha. Dạ em biết rồi chị, để em vô báo với thằng Út. Ừ. Trọng Sinh, tôi đã cảnh cáo anh, nhưng anh vẫn can dự vào chuyện của tôi, nên tôi đành phải ra tay. Có chết anh cũng đừng oán tôi. Mọi chuyện cũng do anh tự chuốc lấy mà thôi. Ông Xỉu, ông nhớ lại đi, có chắc là ông nghe bà ba sai người đi giết ông ba hay không? Lỡ người bà ba nhắm tới là người khác thì sao?
Tao nghe rõ ràng, họ nói sẽ ra tay lúc sáng sớm ngay ngã ba sông. Thế mày nghĩ coi, giờ đó vào ngày mai thì còn ai ngoài ông ba xuất hiện ngoài bờ sông nữa chứ? Không lẽ nào tôi không tin bà ba dám coi thường giết ông ba như vậy? Trời, mày còn chưa biết những chuyện mà bà ba đã làm hay sao? Ở đó mà mày còn nói dám hay không dám? Nếu mà ông ba chết thì sẽ không còn ai ngăn cản bà nữa. Tới lúc đó bà mặc sức làm chuyện hại người. Thôi, mấy người im đi. Nói cái gì mà như trù người ta vậy? Ông ba, tôi không biết sự việc như thế nào, nhưng mà tôi nghĩ mình nên đề phòng vẫn an tâm hơn. Nè, hay là ngày mai ông đừng có đi nữa ông ba. Anh Thế nói phải đó ông. Hay là ông chờ ngày khác đi cho chắc ăn. Thôi mày à, nói sao nghe dễ quá. Khi mình dời qua ngày khác thì họ cũng dời qua ngày khác, họ cánh mình. Nếu mà họ đâu muốn giết ông ba thì họ đâu có tha thứ. Ông Xỉu à? Ông Xỉu nói cũng đúng đó. Nếu một khi người ta đã nhắm vào tôi thì bằng mọi cách họ sẽ làm cho bằng được. Có né cũng không phải là cách hay. Vậy bây giờ mình làm sao ông ba? Hay là mình đi báo quan đi? Hay là ông đi trốn đi. Tôi sẽ giúp ông đi trốn. Cảm ơn mọi người đã có lòng với tôi. Chuyện này là ân oán giữa tôi và bà ba. Tôi sẽ có cách tự giải quyết. Thôi, mọi người đi trước đi. Cậu còn thắc mắc chuyện gì hay sao mà chưa đi? Tôi chỉ thắc mắc tại sao ông không nói rõ cho bà ba biết sự tình. Nếu bà ba biết đầu đuôi chuyện này thì tôi nghĩ ông không khó xử như vậy. Thì ra tôi cũng đã cố gắng bày tỏ rồi đó chứ, nhưng mà người ta không muốn nghe thì cũng đành chịu thôi. Chắc là ông buồn lắm phải không? Tôi không sao đâu. Cậu Thế nè, nghe tôi dặn đây. Dạ. Nếu như tôi có mệnh hệ gì, cậu phải làm theo những gì tôi căn dặn nghe chưa? Tất cả mọi việc phải làm đúng theo dự định của tôi. Nhưng mà đó chỉ là nếu thôi. Vì tôi cũng sợ là mình đang lo xa quá. Biết đâu đây chỉ là sự trùng hợp thôi. Nhưng mà nếu đúng họ sẽ làm mọi thứ để giết ông thì sao? Cậu đừng lo, mạng của tôi lớn lắm, tôi không dễ chết như vậy đâu. Nhưng mà ít ra mình biết á thì mình cũng phải né tránh chứ. Biết là họ đang lập kế giết mình, nhưng mà sao ông vẫn đi vậy? Tôi biết, tôi đang đánh cược mạng sống của mình vào chuyện này. Nhưng nếu không để cô ta tra tay với tôi thì biết đâu cô ta lại hại người khác, thì cô ta mới hả giận. Với lại tôi cũng có chút hy vọng lấy cái chết của mình để khiến cô ta tỉnh ngộ và hóa giải thù hận với Trịnh gia đi. Tôi bỏ mạng của mình để giúp cho bao nhiêu người thoát chết thì cũng xứng đáng mà, có phải không? Nhưng mà việc ông đang làm là vì bà ba mà. Thôi, cậu không cần phải nói gì nữa. Cậu cứ thu xếp mọi việc như những gì tôi đã dặn. Sớm mai tôi dẫn xuất hành theo đúng giờ đã định. Ông ba, thank you.
Ta thích mùi hương tóc của em, nhưng còn em là ta thương, cô biết không? Anh xạo ghê. Ta nói thiệt. Vậy bây giờ anh ngửi cho đã đi, để khi về khỏi phải dấn dương. Sau khi ta về, tụi mình sẽ lập tức cử hành hôn lễ. Anh hai đã hứa với ta điều đó rồi. Cho nên em đừng có buồn nha. Em ráng chờ ta về nha. Ta hứa khi trở về chúng ta sẽ cử hành hôn lễ liền. Đây là vì muốn được gần em thôi Như Nguyệt à. Anh sẽ bảo vệ và gánh vác mọi việc. Anh muốn em sẽ là Như Nguyệt trong sáng ngây thơ như ngày nào. Ông ba, ông nhớ bảo trọng nha. Ông đi chuyến này lành ít dữ nhiều đó. Ừ, ta biết rồi, cảm ơn cậu. Mọi người cứ yên tâm đi, tôi tự lo bản thân của mình được mà. À, còn thằng Thế và Dậu đâu? Sao ta không thấy vậy? À, dạ anh Thế. Thế ở nhà chăm sóc Dậu. Dậu bị gì mà phải chăm sóc? À, Thế ở nhà chăm sóc Dậu, Dậu ở nhà chăm sóc con. Ủa, chị Dậu đâu? Thì con bệnh, con hai vợ chồng bệnh, ở nhà chăm sóc phải rồi. Ừ, vậy hả? Hai vợ chồng có gửi lời là nói ông đi xa nhớ bảo trọng. Cảm ơn mọi người nhiều. Thôi tôi đi đây. À, bây giờ mọi người hãy mau mau tới chỗ hẹn đi, cho đúng giờ. Dạ.
Tôi đi nha. Dạ. Tranh thủ đi ông Xỉu. Dạ. Tôi đi nha. Dạ. Ông Xỉu. Hả? Sao tự nhiên ông nói tự nhiên con chị dậu anh Thế bị bệnh vậy? Cháu lẽ bây giờ mình nói á, thằng Thế đang tìm cách cứu ông bà. À hả? Giờ tôi mới hiểu á. Chứ bây giờ mày không hiểu, tao đạp mày xuống sông bây giờ. Mà không biết thằng Thế nó tìm ra được chỗ tên cung thủ núp để ngăn cản nó, không để cho nó hại ông ba không được. Sao giờ ông ba đã qua rạch rồi? Dạ, thưa bà ba, ông ba ổng đã lên ghe ra xong rồi đó bà. Tên thẩu khấu của bà thuê á cũng đã có mặt ở điểm hẹn. Họ nói á là sẽ ra tay ngay khi ông ba ló mặt. Bà, tên này á giỏi nhất vùng này luôn á, bách phát bách trúng. Cho nên là bà cứ yên tâm, chắc chắn á ông ta sẽ trúng tên thôi, chết ngay tại chỗ luôn đó bà. Vậy là cuối cùng không còn ai dám cản trở bà nữa. Cô im đi. Dạ. Bà vừa nói gì ạ? Cô im đi. Đi ra ngoài ngay lập tức. Đi. Dạ. Ai cho cô quay lại đây? Đi ra ngoài ngay. Chị làm gì mà la hét dữ vậy? Không cần cô phải bận tâm, đi ra khỏi phòng tôi. Cô đã được thả tự do thì quay lại đây làm gì nữa? Em quay lại đây là vì chị đó. Cô tưởng tôi là con nít sao? Cô tính bày trò hại tôi nữa chứ gì? Khôn hồn thì đi ra khỏi phòng tôi. Còn đứng đó, tôi sai người bắt cô đó. Chị nói ngược rồi. Người đang bày kế hại người là chị, chứ không phải là em. Có phải chị đã thuê người ám sát ông ba vào đúng ngày hôm nay, đúng không? Chị trả lời đi, có đúng như vậy không? Chị làm chuyện đó thiệt sao chị? Ông ba có lỗi làm gì với chị đâu. Sao chị lại ác vậy hả chị ba? Cô bị làm sao vậy? Cô nói thiệt cho tôi nghe đi. Là ai đã sai cô qua đây dặn dẹo tôi? Có phải là bà cả không? Cô hãy về nói cho bà biết. Bà đừng hòng cậy vào Thế ông ba để lấn lướt tôi một lần nữa. Chỉ một lát nữa thôi, ông ta sẽ là một cái xác không hồn. Cô nghe rõ chưa? Tôi đã cảnh cáo ông ta rồi. Ông ta vẫn ngang nhiên tập hợp lũ phản loạn các người để chống lại tôi. Ông bị như vậy là đáng lời lắm. Đó là do lỗi của ông, chết là đáng lắm. Chị! Mày điên hả? Dám đánh tao hả? Mày chết! Giết mày chết giống như giết ông ta chết. Chị bị thù hận làm cho loãng trí rồi. Vì trả thù mà chị lập đủ chuyện bất nhân, không phân biệt phải quấy nữa rồi. Chị có biết mấy ngày hôm nay ông ba tìm gặp mọi người để làm cái gì không? Là muốn tìm cách giúp chị quay lại được ngay lối thẳng đó. Ông ba là người chân chính, ổng thương chị thật lòng nên không nỡ thấy chị ngày càng lún sâu vô tội lỗi. Chị ba, chị hãy ngừng tay đi. Im đi! Mày đừng có hòng gạt tao nữa. Tao không tin mày đâu.
Mày làm bộ nói vậy để tao tha chết cho ông ta phải không? Là ai? Ai sai mày vô đây? Hả? Tao giết luôn kẻ đó. Tao giết luôn mày. Tình hay không là tùy chị. Nhưng em nghĩ chị nên biết rõ tất cả trước khi mọi chuyện đi quá xa. Mấy ngày nay ông ba đã âm thầm sắp xếp hết tất cả mọi chuyện trong nhà. Ông ba đã đi làm chút thư chia phần gia sản của mình cho tất cả mọi người trong nhà này, kể cả ông Xỉu, thằng Út. Ông còn tìm thầy chữa trị cho bà Tư và bà Hai. Mọi chuyện ổn thỏa rồi ông sẽ lên thuyền lên kinh. Trên chiếc thuyền đó sẽ có người mà ông thương nhất, đó là chị. Ông dự định sau khi chị nhận biết lỗi lầm của mình và không còn ôm oán hận trong lòng nữa, ông sẽ nói hết cho chị nghe. Ông muốn đưa chị đi và cùng sống quãng đời còn lại với chị, vì ông không muốn mất chị thêm một lần nữa. Nếu chị không tin em thì có thể hỏi mọi người. Ông ba hoàn toàn tin tưởng tình yêu của ông sẽ cảm hóa được chị và giúp chị nhận ra cái quý giá nhất trong cuộc đời này. Ông lường trước hết được mọi thứ, nhưng chỉ có một việc ông không ngờ được, đó là chị cho người ra tay sát hại ông. Việc này đúng là ngoài dự định của ông ba. Không, cô đừng có bị chuyện nữa. Tôi không tin đâu. Cô đang bị chuyện đúng không? Tại sao nếu như ổng biết tôi thuê người giết ổng thì tại sao ổng vẫn đi? Tôi không tin. Tôi không tin. Tôi không tin ai lại có thể ngu ngốc như vậy. Tại sao ổng biết trước chuyện này mà vẫn đi vào chỗ chết như vậy chứ? Tôi không tin. Chị không biết ông ba đã đau lòng như thế nào đâu. Nhưng ông ba hy sinh, ông hy vọng sau cái chết của ông, chị sẽ tỉnh ngộ và sẽ không sát hại ai nữa. Ông còn để lại lời trăn trối rằng sau khi ông chết, mọi người đừng ai bỏ đi mà ở lại với chị, giúp chị gạt bỏ hận thù. Dậu, cô nói thật sao? Ông ba nói như vậy thật sao? Ông ta muốn dùng cái chết của mình để thức tỉnh tôi. Tại sao? Tại sao như vậy? Tại sao trọng sinh lại làm như vậy? Trọng sinh ơi, tại sao lại làm như vậy? Anh tưởng anh làm như vậy thì tôi sẽ thương tiếc cho anh sao? Tại sao lại lao đầu vô chỗ chết hả trọng sinh? Chị ba à, mau kêu người dừng tay lại đi trước khi quá muộn. Mau đi chị, không là không kịp nữa. Cứu ông ba đi chị, nhanh đi chị. Ông ba mà có chuyện gì chị sẽ ân hận cả đời. Nhanh đi chị, nhanh lên. Cô Tài, nhanh lên. Cô Tài, nhanh đi. Cô Tài đâu? Cô Tài. Dạ bà, sao vậy bà? Mau chạy ra kêu cung thủ ngừng tay lại. Tôi không muốn giết ông ta nữa. Nhanh lên. Dạ. Nếu cô không nhanh lên thì tôi sẽ giết cô đó. Dạ thưa bà, e rằng bây giờ không còn kịp nữa bà ơi. Thuyền đã tới ngã ba sông rồi bà. Không kịp nữa sao? Trọng sinh, trọng sinh. Bà, Trọng sinh,
sinh, trọng sinh, trọng sinh, trọng sinh, trọng sinh, trọng sinh, trọng sinh. Trời ơi, trời ơi, trọng sinh. Trọng sinh. Sao rồi thầy? Cô bị bệnh gì vậy thầy? Hình như bà ba gặp chuyện gì đó khủng khiếp lắm, nên thần kinh bà bị chấn động mạnh, dẫn đến té ngã và hôn mê. Trời ơi, vậy bao giờ cô ấy mới tỉnh dậy hả thầy? Cái này tôi cũng không nói chắc được. Bà ba đang rơi vào tình trạng hôn mê, 7 phần chết, 3 phần sống. Bà có tỉnh lại hay không thì còn nhờ vào ý thức của mình mà thôi. Thầy nói vậy là sao? Bệnh gì mà lạ vậy? Không lẽ cô ấy cứ nằm như vậy mà không biết khi nào tỉnh dậy sao? Rồi chúng tôi phải chăm sóc cổ như thế nào mới đúng đây thầy? Tôi nói trước là người nhà phải rất kiên nhẫn nếu muốn bà ba tỉnh lại. Vì tuy hôn mê nhưng bà ba vẫn có thể nghe được âm thanh từ bên ngoài. Hàng ngày, ngoài việc phải đút cho bà nước cháo loãng vào mỗi ngày để nuôi cơ thể bệnh nhân, thì người nhà phải chịu khó trò chuyện, nhắc lại những chuyện tốt đẹp trong quá khứ, thì may ra mới có kỳ tích. Vậy nghe. Thôi bây giờ tôi phải về đây. Dạ. Nếu thấy bà ba có động tĩnh gì thì gọi tôi tới. Dạ, đa tạ thầy, để tôi tiễn thầy về. Chào ông. Dạ. Chào. Dạ. Bà. Tội nghiệp bà ba quá. Chắc bà ba nghĩ mình đã giết chết ông, cho nên mới bị kích động tinh thần, mới đột quỵ như vậy. Trời ơi, chẳng lẽ tôi lại sai lầm thêm một lần nữa hay sao? Tại tôi ép em vào đường cùng, cho nên mới xảy ra cớ sự như thế này. Lỗi là tại tôi mà.
Ông ba, ông về phòng nghỉ ngơi đi, để tôi coi bà được rồi. Không sao đâu, dâu cứ đi về đi, tôi ngồi đây chăm sóc cho bà ba được rồi. Nhưng mà tôi thấy ông cũng mệt lắm, ông về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi đã nói là tôi không sao đâu, dâu cứ đi về phòng mình nghỉ đi. Dạ, vậy xin phép ông nha. Ừ. Có gì ông ba cứ kêu tôi, đừng ngại nha. Cứ yên tâm, có gì tôi sẽ kêu dậu vào. Ừ. Cứ đi về nghỉ đi. Chú ba, chú ba ơi, chú ba. Quỳ to rồi chú ba à. Chị cả, có chuyện gì vậy chị? Ông Tô trên kinh thành, thừa lúc nhà mình đang rối ren, đã chiếm đoạt hết các cửa tiệm của mình rồi chú ba. Ông ta dám lộng hành vậy sao? Nhưng mà chị nghe tin tức này lúc nào? Tôi vừa được báo tin tức thì chắc là do em ba đã làm khế ước sang lại cho ông ta đó. Nhưng mà Như Nguyệt đang nằm ở đây thì làm sao có chuyện mà buôn bán sang nhượng này chứ? Tôi cũng không rõ nữa, nhưng mà chắc phiền chú phải lên kinh để làm rõ vấn đề này. Chú hãy cứu lấy bản hiệu của nhà họ Trịnh nha chú. Nhưng mà Như Nguyệt đang nằm như thế này, làm sao em có thể bỏ đi được chứ? Tôi biết nỗi lòng của chú, nhưng nếu mà chú không lo thì sẽ mang tội bất hiếu với song thân đó. Cơ ngơi này là mồ hôi công sức của ông cụ gầy dựng nên, mà bây giờ lại mất vào tay một con buôn thì uổng phí lắm chú à. Ừ. Chú à, chú hãy đi đi rồi nhanh chóng về. Tôi sẽ thay chú chăm lo cho Như Nguyệt và anh của chú. Chú cứ yên tâm đi đi chú ba. Hồn phạm Như Nguyệt, ta dời buổi phán xử tới hôm nay là vì muốn người tỉnh lại, nhớ hết những gì mà ngươi đã gây ra cho nhà họ Trịnh. Tuy vài người trong số họ đã đối xử tệ bạc với ngươi, nhưng không vì thế mà ngươi lại nuôi hận thù hại gia đình người ta, tán gia bại sản, cha mẹ vợ con phải lì tan, ngay cả người yêu thương ngươi nhất mà ngươi cũng ra tay sát hại. Trong cơn điên cuồng vì thù hận, ngươi có thấy tội của ngươi chưa? Dạ, con biết tội của mình rồi thưa Diêm Vương. Chỉ vì thù hận đốt cháy thiện lương mà năm lần bảy lượt con đã hãm hại cả nhà họ Trịnh và liên lụy đến nhiều người khác. Con không còn là con người nữa. Nếu Diêm Vương có đầy con xuống 18 tầng địa ngục hay cho con làm vong hồn ngạ quỷ, đói khát với âm ti,
thì con cũng không oán trách nửa lời. Con chỉ xin ngài cho con một ân huệ cuối cùng. To gan, tội tại trời, còn dám xin ân huệ nữa sao? Dạ, con chỉ mong ngài cho con được gặp hồn của trọng sinh một lần. Một lần thôi, để con nói lời tạ tội với anh ấy. Nếu không, dù có chết nhiều kiếp đi chăng nữa thì con cũng không thể siêu thoát được. Con biết tội của con lớn lắm, nhưng con xin ngài, xin ngài hãy cho con một lần được thấy người con yêu. Chỉ một lần thôi. Con xin chấp nhận hết tất cả sự trừng phạt. Con xin ngài đó. Ta không thể cho ngươi gặp trọng sinh được. Tại sao vậy ngài? Tại sao con không thể nào gặp trọng sinh? Con gian ngài mà. Vì hắn đã chết đâu mà ngươi đòi gặp. Hắn vẫn còn sống ở trên dương gian kìa. Và ngày đêm ngồi khóc bên xác của người đó. Mũi tên bắn trọng sinh chỉ trúng bả vai thôi. Ngài nói thật chứ? Vậy là, vậy là trọng sinh vẫn còn sống thật sao? Tuy trọng sinh không chết, nhưng hậu quả từ những việc người để lại trên dương thế vẫn tiếp tục xảy ra vô cùng nghiêm trọng. Mấy người làm gì vậy? Nè, nè, đừng mà, thôi đi. Nè, ra ngoài đi. Đừng mà. Đi lên. Làm gì bọn tôi chứ? Đừng mà. Nè, đừng mà. Ông làm cái gì vậy hả? Giúp ta lại đi. Cái người là ai mà dám xông vô nhà của tôi hả? Cái ông làm gì mà ác dữ vậy? Khoan đã. Chạy đi báo quan đi. Nhanh lên. Nhanh nha. Lại. Bà kêu qua đến đây cũng vậy thôi. Đây nè, khế ước ông Trịnh đã bán toàn bộ tài sản cho chúng tôi. Bà ba là người được ủy quyền đã chấp thuận rồi. Nhìn kỹ đi. Không đúng, dối trá. Bà ba thì đang mê man, còn cha của tôi thì đang bệnh như vậy, làm sao mà ký khế ước được chứ? Mấy người đừng có thừa nước đục thả câu. Tụi tôi không có dễ bị gạt như vậy đâu. Không nói nhiều nữa, khi ông đi. Khoan đã. Đuổi tất cả những người họ Trịnh ra khỏi cổng. Dừng lại đi. Dừng lại. Làm như vậy. Dừng lại. Muốn gì? Em đi. Có chuyện gì? Nè, các người có phải là con người không vậy? Tại sao lại đối xử với ông nhà tôi như vậy? Tôi kêu ông ra khỏi nhà, ông không chịu đi. Tôi giúp cho ông thôi. Mấy người thiệt là quá đáng. Dù sao ông ấy cũng là một thương gia, danh giá quyền thế nhất cái xứ này. Chẳng phải các người cũng đã từng cầu cạnh ông ấy hay sao? Bây giờ mấy người lại đối xử tệ bạc như vậy. Hồi xưa thôi, còn bây giờ nhìn đi, chẳng khác nào thằng ăn mày. Ông làm giàu là nhờ bóc lột những người nghèo và chèn ép những thương lái giỏi giống như tôi vậy nè. Chứ tài cán cái gì? Bây giờ bị vậy đúng là quả báo đáng đời. Không nói nhiều nữa, tụi bay đâu? Đưa hết họ ra ngoài. Đi. Dừng lại. Đừng. Dừng tay. Quay đi. Chú ba. May quá, chú ba về tới kịp rồi. Bọn họ nói là có giấy khế ước bán toàn bộ gia sản của nhà họ Trịnh về dấu dân tài của ông và em ba đó chú. Chú ba ơi, chú ba mau qua coi thử coi sao. Chào ông ba. Có ông ba về thì hay quá. Đây, mời ông xem thử. Đúng ngày 15 tháng 9, tất cả những người trong nhà họ Trịnh phải ra khỏi cái nhà này và giao toàn bộ tài sản cho chúng tôi. Tôi làm đúng theo khế ước. Ông và ba và tất cả mọi người phải chấp nhận đi. Còn nếu các người cố tình không đi là chính các người làm càn đó.
đừng trách chúng tôi mạnh tay. Chú ba, sao rồi hả chú ba? Chú ba, hết cách rồi chị cả. Đây đúng là khế ước, có điểm chỉ của anh hai trong đó. Đã đồng ý bán hết gia sản của họ Trịnh cho họ, nhưng Huyền vì muốn trả thù cho nên cô ấy đã sơ hở để bọn chúng chiếm hết gia sản của nhà mình rồi. Vô lý. Chẳng phải lần trước mình đã nói rõ với họ là gia sản này chú cũng có một phần quyền quyết định hay sao? Sao cô lại có quyền bán được? Chị cả, hôm trước em nói cứng như vậy là chỉ để ngăn Như Quyền, nhưng mà khế ước mua bán đã được thỏa thuận thì mình phải thực thi thôi. Em nói sẽ khiếu kiện để hủy cuộc mua bán này, nhưng mà chưa được phân xử, bây giờ đã xảy ra chuyện rồi, không còn cách nào nữa chị cả. Trời ơi, bây giờ mình phải làm sao đây hả chú ba? Chú ba, hay là mình chờ Như Nguyệt tỉnh lại rồi mình đối chất với họ? Dù ít thôi chị cả, dây trắng mực đen đã rõ ràng, mình phải chấp nhận thôi. Trời ơi, chẳng lẽ mình chịu thua bọn họ hay sao? Còn chuyện trên kinh với ông Tô nữa, chuyện như thế nào hả chú ba? Em lên tới nơi thì đã muộn rồi chị cả. Toàn bộ cơ nghiệp của họ Trịnh ở trên kinh đã rơi vào tay của nhà họ Tô bởi khế ước mua bán của Như Nguyệt. Bán hiệu của họ Trịnh em cũng không thể nào giữ được chị cả. Nè, chúng tôi không có thời gian đứng đây chứng kiến cảnh lâm ly bi đát của họ Trịnh các người. Ông bà mau thu xếp rời khỏi nơi đây ngay lập tức đi. Mấy ông nghe đây, cứ cho là anh tôi đã đồng ý bán hết ruộng vườn nhà cửa, vậy cho tôi xin hỏi, vậy thì bạc đâu? Cái này thì ông phải hỏi bà ba kìa. Chúng tôi đã giao dịch và chuyển bạc cho bà đầy đủ hết rồi. Nếu như mà chúng tôi không trao bạc cho bà thì lấy cái gì mà có tờ khế ước này? Không nói nhiều nữa, nếu như các người không chịu đi, các người làm càn, tôi sẽ nhờ qua trên đến phân xử. Chú ba, trời ơi, bây giờ Như Nguyệt như vậy, bọn họ muốn nói gì thì mình cũng đành chịu thôi chị cả. Ông Xỉu. Dạ. Vô đưa bà ba đi cùng. Dạ. Trời ơi là trời, khổ quá trời ơi. Trời ơi là trời, tại sao nhà họ Trịnh mình lại ra nông nổi như vậy? Trời ơi, có phải là ngày trước tôi và ông làm sai cho nên bây giờ trời đã trừng phạt gia đình mình không hả ông ơi? Chẳng lẽ không còn cách nào để cứu gia đình họ Trịnh hay sao? Chúng ta cứ rời khỏi đây trước đi, rồi sẽ tính tiếp. Đi thôi. Ông ơi. Đi ông. Đi. Ông ơi. Đi. 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 Đi chơi. Mọi người, tại sao lại cứ ủ dột như vậy? Cho dù có như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng phải sống tiếp thôi. Chúng ta không có chết được đâu. Thời gian qua tôi buôn bán, tôi cũng dành dụm được một số vốn. Tôi sẽ trích ra một phần để mua đất cất nhà, để cho chúng ta cùng tá túc. Còn phần còn lại tôi sẽ mua một cái chành cũ,
Từ ngày mai chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Còn sức, còn người thì không sợ chết đói đâu. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực thì khó khăn trước mắt chúng ta sẽ vượt qua hết thôi. Ông Xỉu, thằng Út, từ nay hai người sẽ không còn là người làm công của gia đình này nữa. Tôi sẽ xé giấy bán thân của hai người. Cả hai bây giờ sẽ được tự do, muốn đi đâu làm gì cũng được hết, không cần phải đi theo hầu hạ chúng tôi. Ông à, từ trẻ tôi đã làm công cho nhà họ Trịnh rồi, thoát một cái đã hết đời người. Bây giờ ông kêu tụi tôi đi, tụi tôi biết đi đâu? Hay là ông cho tụi tôi làm công trong cái xưởng mới của ông đi, vậy có được không ông ba? Con cũng vậy, con mồ côi từ nhỏ, được nhận vô làm nhà họ Trịnh, bây giờ được tự do thì con cũng mừng lắm. Nhưng mà con không biết đi đâu, không biết làm gì hết. Ông ba, ông ba cho con theo ông nha ông ba. Chú ba, ông Xỉu với thằng Út hồi nào tới giờ trung thành tận tụy với nhà mình, nay chú biểu họ đi thì cũng khó cho họ lắm. Hay là chú giữ họ ở lại, cho họ làm trong cái xưởng mà chú đã mua, như vậy có được không chú ba? Thôi vậy cũng được. Nếu như hai người muốn ở lại thì có thể vào xưởng để làm, mỗi tháng đều lãnh lương như mọi công nhân khác. Nhưng mà nhà họ Trịnh sẽ không xem hai người như là đệ tử trước đây, mà là người thân trong gia đình. Cuối tháng sẽ được lãnh lương. Nhưng mà nhớ góp bạc cho chị cả, để mà còn đi chợ mua thức ăn, coi như là góp gạo thổi cơm chung. Vậy thì hay quá, tôi cảm ơn ông ba nhiều lắm nghe. Nè Út, vậy mày không phải là trẻ mồ côi nữa rồi đó. Vậy từ nay mày đã có gia đình rồi đó Út. Dạ, con cảm ơn ông ba, con cảm ơn bà cả. Vậy tôi làm gì hả chú ba? Hay để tôi nấu cơm mang ra cho thợ thầy ở bên xưởng, hay là tôi pha trà cũng được. Còn con nữa, con phụ gì được cho chú ba? Chú ba cứ nói, con vừa giữ con, vừa có thể chạy qua xưởng chành để phụ mọi người việc mà. Thấy mọi người cùng đồng tâm hiệp lực như vậy tôi vui lắm. Thôi bây giờ mọi người hãy hứa với tôi là phải phấn chấn lên, không được ủ dột nữa. À thôi, bây giờ mình tới nhà cậu Thế với cô Dậu đi, để hai người họ chờ. Đi cả nhà. Mình đi. Dạ. Đi thôi. Vì tôi mà mọi người phải lâm vào tình cảnh lâm ly bi đát như vậy sao? Trời ơi, vì tôi quá u mê sân hận nên cả gia đình họ Trịnh mới tan nhà nát cửa như vậy. Bây giờ không có chỗ nương thân là do tôi hết, là do tôi hết. Đúng là lỗi của người rất lớn, nhưng gia đình họ biến cố đó không hẳn là điều quá tệ. Có vậy thì mọi người trong nhà họ Trịnh mới nhận ra đâu là hạnh phúc đích thực, đâu là hư vinh. Cuộc sống tuy là giàu sang, thừa tiền thừa bạc, thiếu tình thương, vậy có gì là hạnh phúc chứ? Bây giờ người hãy xem tiếp đi. Anh con nè, nội với con. Đúng rồi. Nè nè. Dạ. Nè. Dạ. Đem này ra sau bếp làm sạch sẽ rồi chút xíu nữa đem nấu cho cả nhà ăn. Dạ. Ông Xỉu,
Dạ. Thế đâu mà về có mình ông vậy? Dạ Thế nó kẹt công chuyện chút xíu đó mà. Rồi để đồ cho tôi về làm trước, nấu cơm cho mọi người ăn. Nếu chúng cậu ấy về kịp á, cậu ăn chung. Còn không mình ăn trước bà, mình khỏi đợi bà. Con Thế này dễ thương ghê á. Quang nha, Quang nha. Chút xíu chăng con về nha. Dễ thương quá. Dễ thương quá bà ơi. Thôi chơi với bà đi. Tôi xuống làm cơm cho mọi người. Mọi người đợi chút xíu nha. Ở chơi đi nha. Chút xíu ăn cơm. Nè máu tỉnh nha, bớt khùng lại nha. Đút cho ông, đút cho ông ăn thôi được nha. Rồi nha. Được rồi. Để chị đút cho ông. Đút nha. Cho ông ăn đi. Đút cho ông ăn đi. Em Tư muốn đút cho ông. Ông ăn đi ông. Vừa miệng không nè. Ăn. Nè. 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 Dạ. À, ông ba. Dạ thưa ông ba. Dạ. Ủa. Chị cả. Hôm nay anh hai ăn cơm được nhiều không chị? Ừ. Anh của chú dạo này ăn được nhiều hơn trước. Ông ba, ông ba ăn cơm ông ba ơi. Ừ. Nè. Nè. Chú qua ăn đi. Nè. Anh nữa. Ừ. Con chi cờ. Ông ráng một ít nữa thôi. Chị cả. Ừ. Đây là tiền lời cửa tiệm của mình tháng này. Chị dự lấy để lo cho gia đình nha. Sao chú không để lại một ít để mà dùng? Không sao đâu. Chị cứ giữ đi, lo cho gia đình. Em tự lo cho mình được mà. Cảm ơn chú. Ông ba ơi. Ăn. Ông ba. Ăn. Dạ. Tôi với Thế còn ít nè. Đó ông ba giữ đi. Gom lại. Rồi mình xài. Dạ. Chung ha. Bây giờ tuy cả nhà sống đạm bạc, không có sung túc dư giả như trước, nhưng trên mặt ai cũng vui vẻ hạnh phúc. Vợ chồng, con cái, anh em, chủ tớ, tất cả đều quây quần bên nhau như một gia đình thực sự. Những oán thù mâu thuẫn ngày xưa không còn nữa. Trong nhà giờ chỉ có tiếng cười đùa và những câu thăm hỏi thân tình. Và trong cái nhà tranh đó lại có hai mầm non được nuôi nấng và lớn lên trong tình yêu thương của tất cả mọi người. Người nói xem, đây có phải là hạnh phúc mà con người trần gian suốt cuộc đời vất vả đi tìm không? Người không hề biết đâu là hạnh phúc. Vậy mà rất nhiều người đã phải trải qua bao nhiêu thăng trầm thì mới nhận ra được đâu là hạnh phúc. Dạ bẩm, nhưng sao trong căn nhà đó không thấy vợ chồng của dậu đâu? Chẳng lẽ họ đã gặp chuyện rồi sao? À, cô ta rất ăn năn hối lỗi về những tội lỗi của mình đã làm, nên đã gửi con mình lại cho chồng và đến nha môn để nộp mình tự thú. Anh và con tới thăm em nè. Con ơi, con có ngoan không anh? Nè, con ngoan lắm. Nó nhớ em lắm đó em. Em ở trong này có khỏe không dậu? Em khỏe mà. Hai cha con ráng đợi em nghe. Nó nhớ em nhiều lắm đó. Con nhớ hay là anh nhớ? Anh với con ráng đợi em nghe. Anh và con sẽ đợi em mà. Dạ bẩm, còn ông Trịnh, ông Trịnh bây giờ ra sao? Con cũng muốn biết về ông ấy. Ông Trịnh hiện nay vẫn nằm một chỗ,
và do một tay bà cả chăm sóc. Ông ta thì tội lỗi chất chồng trong sổ sinh tử này, nhưng vì chưa tới số tận nên vẫn còn trên dương gian để tự suy ngẫm tội lỗi của mình làm. Khi nào về đây thì ta sẽ dành cho ông ta một hình phạt thích đáng. Ngươi hãy xem đi. Để tôi lau mặt cho ông nha. Ông lại dậy nữa rồi. Trời ơi, tất cả là do con. Con đã gây ra thảm cảnh cho nhà họ Trịnh. Con gây đau khổ cho những người tên yêu con. Con thấy mình thật ích kỷ, quá vô tâm khi mang hận thù vào người để lấy oán trả oán, để thù hận nối tiếp thù hận. Như vậy thì biết khi nào mới hết. Con đã mù quáng khi nhìn yêu thương ra thù hận. Con đã ra tay sát hại người đã hết lòng hết dạ vì con. Nhưng mà cũng may là anh ấy không chết, chứ không là con sẽ hối hận suốt đời suốt kiếp. Sau khi ngươi bất tỉnh nằm mê man thì ngày ngày trọng sinh vẫn ở bên cạnh trò chuyện tâm sự với ngươi. Anh ta mong có ngày ngươi sẽ phục hồi trí nhớ và tỉnh lại. Người có lòng như anh ta thì trên dương gian chắc chỉ có vài người thôi. Ngươi xem tiếp đi. Như Nguyệt à, nhớ không? Cái ngày lúc trước mình hẹn ra xong, ta chỉ nàng ngồi trò chuyện đó. Bẩm ngài, con là Như Nguyệt. Khi sống trên trần gian vì lao vào trả thù nên đã gây ra nhiều tội ác, khiến cho nhiều người lâm vào cảnh bần cùng khốn khổ. Nay con rất ăn năn hối hận vì những lỗi lầm mà con đã gây ra. Cúi xin ngài hãy trừng phạt con bằng nhục hình cao nhất với âm ti. Chỉ có như vậy thì con mới tự tha thứ cho bản thân mình.
Con mong ngài hãy phán xét tội con. Hồn Phạm Như Nguyệt, ngươi cũng đã nhận thấy tội lỗi của mình và sẵn sàng để đền lại tội lỗi của người ở dưới âm ti. Cho nên ta sẽ cho người quay về trần gian để tự mình sửa sai những lỗi lầm mình đã gây ra những ngày tháng còn lại ở dương gian. Ta mong người phải biết ăn năn sám hối, làm việc thiện, từ bỏ việc ác. Còn bây giờ, Hắc Vô Thường hãy dẫn hồn Phạm Như Nguyệt đưa lại trần gian. Sau khi hồn phạm tận số thì bắt về âm ti cho ta để chịu hình phạt đã phán xét hôm nay. Dạ, tuân lệnh Diêm Vương. Tạ ơn Diêm Vương. Cô hãy mau uống hết chén thuốc này đi, hãy quên những gì đã nhìn thấy dưới âm ti. Cô hãy theo ta đi về phía bên kia. Bích Khê. Ủa, chú Ba, hôm nay chú Ba về sớm quá vậy? Rồi ông Xỉu với thằng Út còn ở xưởng hả chú? Ừ. Mà chú cầm hộp bánh gì ở trên tay, chú mua cho ai vậy? À, bánh này của một bạn hàng mới biếu. Con mang vô thắp nhang cúng tổ tiên ông bà giùm chú nha. Dạ. Sau đó con chia ra cho mọi người thưởng thức đặc sản vùng quê nha. Dạ. Nè. Ủa cái này, còn chùm bồ kết này là của má ba phải không chú? À mà quên, bây giờ gọi má ba thì cũng không phải lắm, đúng không chú? Con cứ gọi là má ba đi, rồi khi nào đến lúc thay đổi thì hẳn hay. Câu này làm chi ba cái chuyện giật giảnh đó. Đúng rồi, chùm bồ kết này nè, chú hái về để cho Như Nguyệt đó. Lúc xưa Như Nguyệt thích gọi đầu bằng cái bồ kết này lắm. Chú hy vọng là cô ấy sẽ ngửi được mùi hương này, sẽ hồi phục lại thần trí. Dạ, hy vọng là kỳ này mình sẽ thành công nha chú. Chứ ngày nào cũng thấy chú loay hoay tìm cách này cách kia để cho má ba tỉnh mà không có kết quả gì, còn thấy thương gì đâu á. Chú tin là Nhân Nguyệt sẽ tỉnh lại sớm thôi. Dạ, con cũng mong là như vậy. Trời sẽ không phụ lòng người như chú ba đâu. Ủa, mà cậu Thế đi đâu rồi? Sao giờ này chú không thấy đâu hết vậy? Dạ, ảnh về rồi. Hôm nay ảnh về sớm lắm, nhưng mà ảnh ẵm thằng Tí vô thăm chị dậu rồi. À đúng rồi, chú quên mất, hôm nay là cuối tháng, là hạn kỳ cho thăm nuôi tội nhân. Dạ. Mong sao cô dậu mau được thả về, để cho vợ chồng con cái được trùng phùng. Chứ nói thiệt, chú nhìn thấy thằng nhỏ thiếu mẹ thấy thương ơi là thương. Dạ. Thank you.
Như Nguyệt à, hôm nay anh nấu bộ kết để gọi đầu cho em nè. Em có ngửi thấy được mùi thơm của nó không? Mới ngửi á thì chỉ nghe thoang thoảng thôi, nhưng mà công nhận nó lại thơm dai thiệt em ha. Anh cứ nhớ hoài cái mái tóc đen quyền và thơm mùi bồ kết của em lắm Như Nguyệt à. Hồi đó mỗi lần hôn lên tóc của em thì mùi hương này lại làm cho anh ngây ngất. Lúc đó em còn ghẹo anh là mê bồ kết hơn mê em nữa chứ. Cái em còn nói là anh thích bồ kết chứ có thích em đâu. Chắc là em vẫn còn nhớ những chuyện đó chứ. Nếu như em còn nhớ thì em hãy mau tỉnh lại đi. Mọi người trong nhà ai cũng mong em tỉnh lại hết Như Nguyệt à. Anh lau tóc cho em rồi đó, em đợi anh chút nha. Hồn phạm Như Nguyệt, cô hãy mau nhập xác để còn hoàng dương. Dạ thưa ngài. Như Nguyệt, có phải em tỉnh rồi không? Có phải em đang nghe những gì anh nói không hả Như Nguyệt? Có phải em đang ngửi được mùi hương bồ kết của em rồi phải không? Như Nguyệt à, em tỉnh lại đi Như Nguyệt. Em hãy mở mắt ra đi Như Nguyệt. Như Nguyệt, chị cả ơi. Chuyện gì vậy chú ba? Em mới vừa nhìn thấy những ngón tay của Như Nguyệt cử động đó chị. Như vậy là Như Nguyệt đã tỉnh rồi. Thật vậy hả? Dạ. Như Nguyệt, Như Nguyệt, má ba, em đã tỉnh dậy rồi phải không? Như sao Nguyệt rồi? Như Nguyệt à rồi? Má ba tỉnh rồi má hai ơi. Dạ. Có phải em tỉnh dậy rồi không? Nếu tỉnh dậy rồi thì mở mắt ra nhìn mọi người đi Như Nguyệt. Có phải má ba tỉnh không má hai? Cô ấy tỉnh dậy rồi. Như Nguyệt tỉnh rồi. Tỉnh hả? Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Như Nguyệt mở mắt rồi mọi người ơi. Tỉnh rồi. Như Nguyệt đã tỉnh rồi. Như Nguyệt, Như Nguyệt đã tỉnh rồi. Tỉnh rồi. Bà ba tỉnh rồi. Vui vui. Mừng quá. Hay quá, em tỉnh dậy rồi. Thank you.
má ba. Hôm nay trước đông đủ mọi người, tôi xin tất cả nhận ở Như Nguyệt một lời tạ lỗi. Tôi định đào số vàng này lên để chuộc lại đất đai nhà cửa nhà họ Trịnh, nhưng không ngờ tất cả là giả. Bọn thương buôn lừa dối đã đánh tráo số vàng này khi giao dịch với tôi theo khế ước mua bán đã ký kết. Thôi, em đừng nhắc lại làm chi nữa. Bây giờ họ Trịnh cũng không cần số vàng này nữa, cũng như là không cần sống trong nhà cao cửa rộng hay là sung túc giàu sang như xưa nữa đâu. Chẳng phải cuộc sống của chúng ta bây giờ tốt hơn trước hay sao? Tôi nói như vậy có đúng không mọi người? Dạ, dạ đúng ông ba. Dạ, đúng ông ba. Chú ba nói đúng lắm. Đáng lý ra kẻ phạm nhiều tội lỗi tày trời như tôi không xứng đáng được ở đây bên cạnh mọi người như vậy. Nhưng cứ trốn tránh mọi người hoài cũng không phải là cách hay. Vì vậy nên hôm nay tôi xin một lần được bày tỏ hết sự ăn năn hối hận của tôi trước những người chịu đau khổ mất mát vì những việc làm sai trái của tôi. Nếu như mọi người có trách có phạt gì, tôi cũng xin cam lòng chịu hết. Má ba. Kìa em ba, có gì thì em cứ đứng lên đi. Chị cả, em đã vì hận chuyện năm xưa mà gây ra cho chị biết bao nhiêu nỗi thống khổ, khiến mẹ con chị phải ly biệt. Chắc là chị oán giận em lắm có đúng không? Như Nguyệt à, chính chị cũng phải nói lời tạ tội với em vì đã khiến cho đời em oan trái. Nếu em quỳ xin tha tội thì chị cũng phải quỳ trước em má để xin tha thứ. Chị cả à, sao vậy? Chị đừng có làm như vậy. Vậy thì em đứng lên trước đi, cho mọi người yên lòng. Em phải đứng lên thì chị mới tin là em đã bỏ qua hết mọi chuyện mà chị đã làm với em. Mà chị tin tất cả mọi người ở đây cũng đã tha thứ cho em như là em đã tha thứ cho chị. Dạ đúng rồi. Má ba đứng lên đi má. Đứng ba lên đi em. Bích Khê, tôi có lỗi với mẹ cô nhiều lắm. Vì tôi mà cô phải mất chồng, con phải xa cha. Tôi đã làm mọi cách để đẩy Phú Túc vào con đường không lối thoát. Tôi mong mẹ con cô hãy tha thứ tội cho tôi. Má ba, má ba đừng có nói như vậy. Chuyện cũng đã qua rồi, con không còn trách gì má ba nữa đâu. Như Nguyệt à, em đừng như vậy. Mọi người trong nhà ai ai cũng đều hiểu và thông cảm cho em. Trải qua nhiều biến cố cho nên mọi người trong nhà ai cũng biết buông bỏ những chuyện quá khứ để biết sống bao dung và độ lượng hơn. Gia đình của mình bây giờ mới thực sự là sống vui vẻ bên nhau. Đây mới đúng thực sự là một gia đình. Em tỉnh lại mọi người càng vui hơn, không ai có hờn trách hay giận hờn gì em nữa đâu. Trọng sinh, cảm ơn anh đã tha thứ cho em. Cảm ơn mọi người. Cảm
cảm ơn mọi người vì đã không quán trách tôi nữa. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn cảm thấy ăn năn và day dứt lắm. Tôi không thể nào tha thứ cho bản thân mình được đâu. Như Nguyệt à, em mới vừa tỉnh lại, sức khỏe còn yếu. Em đừng có suy nghĩ nhiều quá. Em cứ nghỉ ngơi rồi dưỡng sức trước đã. Hả? Còn mọi chuyện thì chúng ta sẽ tính sau nha. Dạ, đúng rồi đó má ba. Má ba vừa mới tỉnh lại, đừng có phiền não nhiều, không tốt cho sức khỏe đâu. Con tin là mọi người ở trong nhà không có ai để bụng nữa đâu. Chắc mọi người đỡ bụng rồi. Để tôi viên út xuống dưới dọn cơm cho mọi người ăn nha. Út, đi dọn cơm, dọn cơm. Đi. Không sao đâu em. Ăn nhiều đi bà, cho bà tẩm bổ. Má ba ăn cá đi má ba. Má ba ăn nhiều vô. Này nè, này. Má ba ăn đi. Không, không ăn cái này. Dậu. Anh Thế, sao hôm nay anh lại đến đây nữa? Hôm qua anh vừa mới tới thăm em rồi mà. Rồi sao hôm nay lại tới nữa? Rồi con mình đâu? Em xem ai tới thăm em nè. Bà ba, bà tỉnh lại rồi hả? Trời Phật ơi, mừng quá. Bà ba ở lại đây nói chuyện với dậu nha. Tôi ra ngoài trước. Anh ra ngoài nha. Bà, bà ba ơi, bà khỏe chưa? Đừng có gọi tôi là bà ba nữa. Tôi không còn là bà ba nữa đâu. Chúng ta cứ gọi nhau là chị em cũng được. Dạ, chị ba. Chị tỉnh khi nào vậy? À, chắc là tấm chân tình của ông ba đã thấu đất trời nên cho chị tỉnh lại đó. Chị mới tỉnh lại hôm qua. Dậu à, chị đến đây thăm em là muốn nói lời tạ lỗi cùng em. Chị cảm thấy hổ thẹn vì đã gây ra cho em nhiều điều không phải. Dậu, em có thể rộng lòng tha thứ cho chị được không dậu? Chị, sao chị lại nói vậy? Em cũng vì tham vọng mà làm những chuyện trái với đạo lý nên mới phải lãnh sự trừng phạt của luật pháp. Em cũng có gì tốt đẹp hơn chị đâu. Sau khi trải qua nhiều biến cố, em mới nhận ra được danh vọng hay tiền bạc chỉ làm cho con người ta càng vô tâm, tàn nhẫn với nhau thôi. Đó là cái cớ để sát hại lẫn nhau. Phải chi em nhận ra điều này sớm hơn thì đã không bao giờ tranh chấp hơn thua. Nhưng mà trẻ còn hơn đúng không chị? Hiện thời tuy phải chịu phạt tù như vậy nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc vì luôn có người đang chờ em ở bên ngoài. Bây giờ em chín chắn hơn nhiều. Chị thấy mừng cho em lắm dậu. Em cũng mong chị đừng nặng lòng với quá khứ nữa. Chị hãy nghĩ tới hiện tại và tương lai. Ngoài kia cũng có một người đàn ông đang đợi chị lâu lắm rồi đó. Lúc chị đang hôn mê, ông ba đã chạy đôn chạy đáo tìm thầy chữa trị cho chị.
ở đâu nghe nói có thầy thuốc giỏi là ông cũng đi tìm cho bằng được. Những phút rảnh rỗi ông đều ngồi bên cạnh chị để tâm sự và tìm cách khơi gợi lại trí nhớ những kỷ niệm vui của ngày xưa, để cho chị mau tỉnh lại. Chị kỳ này đừng để dục mất hạnh phúc của mình nữa nghe chị. Chị đừng có phụ lòng của ông ba nữa nghe. Chị biết rồi, chị biết là chị nợ trọng sinh nhiều lắm. Đời này kiếp này chắc là chị cũng không trả hết nợ của trọng sinh. Chị à, ông ba không cần chị làm gì cho ông đâu. Chỉ cần chị tỉnh lại là ông vui lắm rồi. Bây giờ không chỉ có em mà cả nhà mình, ai ai cũng mong hai người sống hạnh phúc với nhau trọn đời trọn kiếp. Cô Xuyến, tôi đến thắp nhang cho cô. Sau khi vừa đến thăm mộ của Hồng Liên, hai người đã vì tôi mà xa vào con đường hận thù, đến nỗi phải thiệt mạng. Dù ít hay nhiều thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm về cái chết của hai người. Cô có sống khôn tác thiên thì hãy tha lỗi cho tôi, vì tôi đã gây ra cho cô quá nhiều đau khổ và dẫn đến thiệt mạng. Cầu cho linh hồn của cô được siêu thoát và giảng sanh miền cực lạc. Sao em lại không ngủ? Có phải em vẫn còn điều gì băn khoăn hay rơi rứt không? Có lẽ là như vậy. Tuy mọi người không trách hờn em, nhưng em vẫn cảm thấy áy náy trong lòng lắm. Em biết là mọi người đã viết trạng và cũng điểm chỉ để nộp lên quan xin bãi nại cho em, mong quan trên xét xử và không truy cứu những gì em đã làm đối với nhà họ Trịnh trước đây. Mọi người càng đối xử tốt với em thì em càng cảm thấy lương tâm mình cắn rứt. Tội lỗi do em đã gây ra như vết hằn sâu trong tâm trí mọi người, đâu phải chỉ là vết hằn trên cát để có thể xoa nhòa ngay được bởi một cơn sóng. Em muốn mình làm gì đó để mà sửa sai lỗi lầm của mình. Anh hiểu nỗi lòng của em, nhưng xét cho cùng em cũng chỉ là nạn nhân cho cuộc sống lọc lừa gian trá này mà thôi. Cũng may là em đã kịp thức tỉnh và ngừng lại trước khi mọi thứ đi quá xa. Mọi người ở đây đều thấy sự thành tâm hối lỗi của em, những biến cố thăng trầm, những sai lầm trong quá khứ
Tất cả chỉ là một phần trong hành trình mà mọi người cần phải trải qua, để từ đó mà chúng ta có thể trưởng thành hơn. Vì vậy không việc gì em phải quá rây rứt vì những chuyện trong quá khứ đã xảy ra. Mọi người bây giờ đã tha thứ cho em rồi. Sao em không chịu tha thứ cho bản thân mình hả Như Nguyệt? Em phải suy nghĩ lạc quan lên và làm lại từ đầu cùng anh nhé. Trọng sinh, em thật lòng cảm ơn anh. Anh đã vì em mà thời gian qua cực khổ gian nan. Nếu như em không tỉnh lại thì có phải anh đã làm chuyện phí sức hay không? Anh luôn tin là em sẽ tỉnh lại mà. Mà cho dù em không tỉnh lại thì cũng có sao đâu. Chỉ cần được ở gần em như thế này là anh đã hạnh phúc lắm rồi. Như Nguyệt à, anh đã từng vì sợ định kiến, sợ thị phi mà anh đã bỏ mặc em một lần. Anh không muốn mình lại ngu ngốc thêm một lần nào nữa. Như Nguyệt ơi, Như Nguyệt. Chết rồi. Mọi người ơi, cả nhà ơi, cả nhà, mọi người ơi, chú Ba. Ờ, có chuyện gì vậy chị cả? Như Nguyệt, cô ấy không có ở trong phòng. Cô đi đâu rồi chú ơi? Hả? Tôi vô trong phòng gì thấy cô để lá thư trên đầu giường nè. Chú mau đọc coi, cổ có trăn trối gì không, hay là cổ suy nghĩ rồi làm chuyện dại dột gì không chú Ba? Chị bình tĩnh đi, Như Nguyệt không nghi quẩn như vậy đâu. Để em xem thư cô ấy nói gì. Sao vậy chú Ba? Cổ viết gì hả chú? Sao vậy chú? Cái chuyện gì vậy? Ông Xỉu. Chuyện gì vậy hả chú Ba? Có chuyện gì với Như Nguyệt vậy hả chú? Như Nguyệt đã bỏ đi luôn rồi. Cô ấy thấy mình không xứng đáng ở lại đây. Cô mong mọi người hãy tha thứ tội lỗi mà cô đã gây ra năm xưa. Trời ơi Như Nguyệt ơi, có ai trách hờn gì em đâu chứ, sao em lại bỏ đi như vậy? Như Nguyệt ơi là Như Nguyệt, tại sao em lại khờ như vậy chứ? Theo tôi á, ông nên tìm bà Ba về đi. Khó khăn lắm á, hai người mới đoàn tụ, cớ gì lại phải chia ly? Đúng rồi đó ông Ba, bà Ba nghe lời ông nhất, chắc chắn bà Ba sẽ quay về. Tôi biết ý tốt của cả nhà, nhưng mà mọi người nên tôn trọng ý của Như Nguyệt. Tôi đã ngỏ lời muốn sống cùng cô ấy, cô ấy vẫn bỏ đi như vậy, thì cho dù là tôi có tìm được thì chắc gì cô ấy đã chịu về theo tôi. Thôi thì cho cô ấy quyết định chính cuộc đời của mình. Trên đời này mọi chuyện đều có an bài, cưỡng cầu cũng không thể. Chú Ba, chú nói vậy là không đúng đâu, con không có đồng ý đâu. Chú đã từng nói chú không buông tay má Ba thêm lần nào nữa mà, sao bây giờ chú lại yếu xìu vậy? Đúng rồi đó ông. Ông Ba mà như vậy là ông Ba dở ẹt à. Chưa đánh mà đã thua rồi. Nếu mà ông Ba không đi tìm á là ông Ba sẽ ân hận suốt cuộc đời đó. Chú Ba,
Mọi người nói đúng đó. Hạnh phúc là do mình nắm giữ, sao lại đổ thừa cho số phận chứ. Nếu chú mà không đi tìm Như Nguyệt về đây thì chú cũng đừng quay về đây nhìn mặt tụi tôi nữa. Đây, ông Bá. Đây, tôi chuẩn bị hành lý đầy đủ cho ông rồi nè. Ông đi đi. Ông đi bây giờ á, ông còn kịp đuổi theo bà Ba chứ. Ông đừng có chần chừ nữa. Đi đi mà ông Ba. Dạ, tụi con chúc chú Ba tìm được má Ba. Nếu không á thì tiếc lắm chú Ba. Chú Ba, chú còn chần chừ gì nữa mà không chịu đi? Hãy đi tìm hạnh phúc của chính mình đi. Như Nguyệt là đàn bà con gái, một thân một mình ở bên ngoài, tôi e lành ít dữ nhiều đó chú Ba. Chú hãy đi tìm Như Nguyệt về đây nghe chú. Cả nhà đều mong tin chú đó. Chú về chú nhớ dẫn Như Nguyệt về cho tụi tôi nha. Đi đi bà. Đi đi chú. Đúng rồi đó. Đi đi chú Ba. Không có nhiều thời gian đâu chú. Chú đi nhanh đi. Đi đi bà. Thượng lộ bình an nghe chú. Chú ơi đi nhanh đi. Đi đi bà. Đừng chần chừ nữa mà. Đúng rồi đó ông Ba. Đi đi. Đi đi bà ông Ba. Thượng lộ bình an nghe chú Ba. Thấy thương quá à. Cứ tưởng bà Ba quay về thì gia đình sẽ được đoàn viên, sống hạnh phúc bên nhau. Ai ngờ đâu, chưa bao lâu á thì đã bị xa cách nhau rồi. Sao trần gian toàn là sanh ly tử biệt. Hey! Hết hồn mà. Thấy thương thì cũng thấy thương thiệt. Nhưng bà Ba cũng khó mà ở lại để sống vui vẻ hạnh phúc, bởi vì trong lòng của bà luôn trĩu nặng tâm tư. Cái người bình thường là đã khó quên rồi, huống chi bà Ba là một người rất là sắc sảo, rất là thông minh, thì làm sao mà bà Ba có thể quên được tất cả những cái chuyện xấu mà mình đã làm cho người ta được. Đúng không? Đúng không? Bởi đúng. Vậy bà Ba mà còn ở gần họ thêm ngày nào thì bà Ba lại càng day dứt, càng khó chịu thêm ngày đó. Nhưng mà bà Ba làm vậy thì phụ lòng mọi người quá, nhất là ông Ba đó. Mọi người đều trông chờ giây phút bà Ba tỉnh lại để gia đình được sum vầy bên nhau. Nhưng mà cuối cùng bà Ba đành đoạn bỏ đi. Tôi nói thiệt nghe, chẳng thà bà Ba không tỉnh lại đi, chứ làm vậy tôi thấy hụt hẫng quá. Ông nói vậy là rất là bậy luôn đó. Bà Ba quay trở lại đây là do Diêm Vương và Phán Quan muốn bà Ba quay trở lại để sám hối nè, rồi sửa sai tội lỗi của mình chứ bộ. Nhưng mà bà Ba làm vậy thì tội cho ông Ba quá. Ông Ba đã bỏ biết bao nhiêu là tiền bạc, công sức, thời gian và cả tấm chân tình nữa để mong bà Ba tỉnh lại. Vậy mà... Hey! Tôi tin là với tấm chân tình của ông Ba thì họ sẽ gặp lại nhau thôi, không sớm thì muộn. Bởi vạn sự tùy duyên mà, có hợp rồi sẽ có tan, có chia ly rồi lại trùng phùng. Thank you.
Dạ thưa sư cô. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thưa sư cô, tôi là khách lỡ đường từ xa đến đây. Tôi có thể xin nhà chùa một chén nước mưa được không? Có việc gì mà tôi thấy thí chủ vội vàng gấp gáp đến như vậy? Dạ, không giấu gì với sư cô, tôi đang đi tìm một người đã 10 năm rồi nhưng mà vẫn chưa gặp. Tôi định ghé vào đây để xin một ngụm nước rồi lên đường ngay. Tôi sợ lúc tôi tàn hơi sức kiệt mà không gặp được cô ấy, tôi sẽ ân hận suốt cuộc đời này. Người đó đối với thí chủ quan trọng như vậy sao? Dạ, cô ấy là sinh mạng của trọng sinh này. Nếu không tìm được thì chắc từ đây đến cuối đời tôi sẽ không bao giờ thanh thản được. Nhân gian là vòng tròn của tạo hóa, số phận cứ rượt đuổi nhau và lại trở về đúng nơi xuất phát. Thí chủ cứ ở đây nghỉ ngơi, tôi sẽ nhờ người mang chén trà ra cho thí chủ đỡ khát. Đa tạ sư cô. Mô Phật. Chủ, xin mời thí chủ dùng nước. Thank you.
Nè cậu, cậu chưa khỏi hẳn thì cậu đừng nên ngồi dậy. Dạ không sao đâu ạ. Tôi thấy trong người cũng đỡ hơn rồi. Cảm ơn ông đã lo lắng cho tôi trong thời gian vừa rồi. Không có gì. Thuốc của anh ấy sắc xong rồi cha. Ừ, đưa cậu ấy đi. Anh coi chừng nóng. Đa tạ hai cha con nhiều lắm. Ơn cứu mạng này không biết tới khi nào tôi mới đền đáp lại được. Thấy người gặp nạn dưới đường thì phải ra tay cứu giúp. Có gì đâu mà cậu phải nói chuyện ơn nghĩa. Dạ. Thật sao? Ừ. Xin đa tạ hai người đã cứu mạng tôi và còn chăm sóc tôi, cho tôi tá túc trong thời gian dài vừa qua. Nhưng tôi có việc phải lên đường thôi. Anh không ở lại một thời gian khỏe hẳn rồi hả đi? Không được, tôi phải đi tìm bà ấy cho kịp. Thôi, tôi đi đây. Một lần nữa xin cảm tạ hai người. Cậu đi nhớ giữ gìn sức khỏe. Khi nào rảnh rỗi thì nhớ ghé thăm cha con tôi nghe không? Dạ, nhất định tôi sẽ trở lại. Thôi, đừng buồn con à. Khi nào rảnh rỗi chắc cậu ấy sẽ đến thăm cha con mình mà.